Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 27. Ngươi là người phương nào, tại sao phải ra tay? Ông cụ đồ trắng cười một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ nhanh như vậy. Hắn như cũ đưa lưng về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ định ý nào. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi có thể đã sớm chết rồi. Còn như mấy người kia chết, ngươi không nên mềm lòng, ngươi phá bọn họ trận pháp. Ngươi thật cảm thấy bọn họ nguyện ý sự việc đến đây chấm dứt. Đến lúc đó nếu như bọn họ hồi Côn Lôn hư quạt gió thổi lửa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ chết, hết thảy đồ chỉ có một số ít người có thể giải thích, lúc này, quyền chủ động liền ở tay ngươi lên. Không nói nhiều nói, có duyên phận gặp lại, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý. Dứt lời, ông cụ đồ trắng cầm ra bên hông bầu hồ lô, uống một hớp rượu mạnh. Tiện tay bước chân đạp một cái, trực tiếp từ trời cao rơi xuống. Đảo mắt bây giờ, nhưng lại biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần đi tới sân thượng bên bờ, nhưng phát hiện ông già thật biến mất. Hoa Hạ vẫn còn có cường giả loại này. Diệp Thần rất chắc chắn, cái cụ già này thực lực vượt xa những cái kia Hoa Hạ người bảo vệ. Mấu chốt người này tại sao phải giúp mình? Diệp Thần trầm tư mấy giây, vậy không nghĩ ra cho nên như vậy. Chỉ có thể lắc đầu một cái, trở lại Giang gia. Giang Vấn Thiên nhìn mấy cổ thi thể kia, mặt mày ủ ê, khi thấy Diệp Thần trở về, hắn thở dài một tiếng, mấy vị trưởng lão toàn bộ chết ở Hoa Hạ, phỏng đoán là Kiếm Tông cùng với Huyết Minh muốn chấn động. Nếu như bọn họ phái người tới truy tìm một ít dấu vết, nơi có đầu mối cũng biết chỉ hướng ngươi. Diệp Thần, lần này thật xông đại họa, à. Giang Vấn Thiên giọng đều là tịch mịch. Diệp Thần ngược lại là không có gì gợn sóng, Huyết Minh và Lạc Kiếm Tông muốn tới thì tới. Chuyện này, hắn không có bất kỳ sai lầm, lại có sợ gì. Nếu như có người phải dùng mình quy tắc để trói buộc hắn, hắn phải làm chính là trực tiếp phá vỡ những quy tắc này. Cứu cứu, các người thương thế như thế nào, có cần hay không ta chữa thương? Diệp Thần hỏi. Giang Vấn Thiên lắc đầu một cái, hắn không biết Diệp Thần y thuật, huống chi loại vết thương này. Bọn họ tu luyện mấy phần là có thể hết bệnh. Diệp Thần, chúng ta ngược lại là không vấn đề gì, nhưng là lão gia tử Kham Yêu, bây giờ còn trong trạng thái hôn mê, hắn vì trợ giúp Bội Dung trì hoãn, cưỡng ép nhận chịu Nhâm Khải Vân lực lượng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, mấu chốt ngũ tạng lục phủ chân khí rối loạn, việc này không nên chậm trễ, ta phải lập tức đi Côn Lôn hư mời thần y ra tay, Hoa Hạ những cái kia lang băm căn bản không có biện pháp. Nghe được câu này, Diệp Thần đối với Giang lão gia tử ngược lại là đổi cái nhìn mấy phần. Giang nữ dung cũng là đi tới, nàng biết một ít Diệp Thần thủ đoạn, vội vàng kích động nói, thần nhi, người có không có cách nào. Diệp Thần gật đầu một cái, mang ta đi gặp hắn, chỉ cần còn có một hơi thở, coi như ở quỷ môn quan, ta cũng có thể cứu lại được. Giang Vấn Thiên ngẩn ra, mặc dù hồ nghi, nhưng là thấy Giang nữ dung khẳng định ánh mắt, vẫn là hướng bên ngoài đi. Đã như vậy, các người theo ta tới. Kinh thành vòng ba quanh một nơi u tĩnh biệt thự. Giang gia tất cả mọi người đều bị rời đi nơi này, mà giờ khắc này Giang lão gia tử nhưng là nằm ở trên giường bệnh, tâm điện đồ chập chờn thật là yếu ớt. Nếu như không phải là Giang lão gia tử chấp niệm, chỉ sợ sớm đã cưỡi hạc tây khứ. Cường giả một kích, cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Làm Diệp Thần và Giang Vấn Thiên các người xuất hiện. Giang gia tất cả mọi người diễn cảm tràn đầy một tia kinh hãi. Bọn họ vốn cho là ở lại Giang gia Giang Vấn Thiên và Giang Kiếm Phong không có thể sống trở về. Dẫu sao chọc giận một vị Côn Lôn hư trưởng lão, căn bản không có tư cách sống à. Nhưng là không chỉ hai người an toàn trở về, thậm chí liền Giang nữ dung cùng với vậy sát thần cũng tới. Chẳng lẽ cái này sát thần giải quyết hết thảy? Nghĩ đến đây sự kiện. Giang gia tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần đi tới trước giường bệnh, nhìn cực kỳ suy yếu Giang lão gia tử, cảm khái vạn phần. Cái cụ già này trên mình đã tản ra tử khí. Nếu như mình không cứu, trong vòng một ngày, một miếng cuối cùng khí cũng biết biến mất. Giang nữ dung thấy Giang lão gia tử suy yếu như vậy dáng vẻ, hốc mắt ửng đỏ. Ở một khắc kia, nàng triệt để cảm giác được phụ thân trong lòng thật ra thì còn có nàng. Ở phụ thân trong mắt, đây là cứu chuộc, ở nàng trong mắt, đây là phụ thân chôn giấu ở đáy lòng yêu. Thần nhi,
ngươi có biện pháp không? Hắn cuối cùng là ông ngoại của ngươi, những cái kia chuyện cũ, cũng nên đi qua. Giang nữ dung thanh âm run rẩy nói. Diệp thần gật đầu một cái, lòng bàn tay xuất hiện mấy chục cây ngân châm. Chân khí ngưng tụ ở ngân châm trên, mỗi một cây ngân châm tựa như vào thời khắc này lóe lên ánh sáng yếu ớt. Rào. Diệp thần nhẹ nhàng ném đi, ngân châm treo lơ lửng trên không trung. Khẽ run. Sau đó, tay hắn chỉ bóp quyết, môi khẽ nhúc nhích, rơi. Lời nói bây giờ, vô số ngân châm đồng loạt rơi xuống, cắm ở giường bệnh cụ già huyệt vị trên. Diệp thần trong tay lại xuất hiện một ít linh thảo, đem linh thảo cầm ở lòng bàn tay, một nặn, vô số màu xanh dịch tích xuất hiện. Đi. Vậy từng giọt linh dịch hướng ngân châm rơi xuống huyệt vị đi. Đồng thời, Diệp thần nhắm mắt lại, chỉ điểm một chút ở ông lão trên ấn đường. Chân khí trong cơ thể hắn giống như có nào đó ý thức vậy xuyên thấu ở ông lão thân thể bên trong. Đến mức hết thảy tụ hợp. Dòng dã 10 phút, Diệp thần trán đã xuất hiện một chút mồ hôi. Cái này cực kỳ hao phí tinh lực, nếu như không phải là hắn bước vào chân nguyên cảnh tầng thứ nhất, nói không chừng đã sớm ngã xuống. Theo chân khí xuyên qua trên giường bệnh ông già toàn thân, hắn gương mặt tái nhợt dần dần ửng đỏ. Về sau. Lông mi mau lại là run rẩy. Thấy một màn này, chung quanh như chưa đêm bãi tha ma vậy yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả Giang gia người trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc ngây tại chỗ. Giang Kiếm Phong và Giang Vấn Thiên trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Giang Vấn Thiên biết lão gia tử bị thương nặng bao nhiêu, coi như Côn Lôn Hư Y đạo tông sư vậy không nhất định có thể cứu lại được. Nhưng là Diệp Thần nhưng là làm được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, chẳng lẽ cái này đã từng bị Giang gia coi là nghiệt chủng phàm căn người còn là một vị y võ song tu. Cường đại võ đạo thực lực, hơn nữa quỷ thần khó lường y thuật. Hắn mới tới tuổi 20 à. Hoa hạ như vậy linh khí mỏng manh, lại có thể ra đời loại này yêu nghiệt. Làm sao có thể? Ừ. Ngay tại lúc này, một đạo già nua tiếng rên rỉ vang lên. Trên giường bệnh cụ già lông mi mau run rẩy, rồi sau đó, đột nhiên mở mắt ra. Giang lão gia tử tỉnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng chỉ có kinh hoàng và kinh ngạc. Một cái người sắp chết, ngắn ngủi 10 phút, liền tỉnh lại. Nói Diệp thần là đại la kim tiên cũng không quá đáng. Ba, ngươi cảm giác thế nào? Giang Kiếm Phong và Giang Vấn Thiên hai miệng đồng thanh nói. Giang lão gia tử không trả lời hai người, mà là nhìn về phía Diệp thần, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Hắn tự nhiên biết là ai cứu hắn. Hắn cả đời này, chưa từng hối hận mình bất kỳ quyết sách. Hoa hạ Giang gia chính là bởi vì có hắn, mới phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật hối hận. Hắn từ hai hơn 10 năm trước đã sai lầm rồi. Nếu như nói đuổi đi Giang nữ dung là to lớn sai lầm. Như vậy buông tha Diệp thần chính là trời lớn sai lầm. Hát, hắn hai tròng mắt có không cam lòng, muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng, chỉ biến thành hai chữ cảm ơn. Diệp thần nhìn một cái Giang nữ dung, đối với trên giường bệnh cụ già, vẫn là nói, ngươi là ta ngoại công, không cần phải nói cảm ơn. Còn như chuyện đã qua, liền đến đây chấm dứt đi. Giờ khắc này, Diệp thần tỏ thái độ để cho cụ già diễn cảm động lại. Hắn run rẩy bắt được Diệp thần tay, ngươi nói gì? Ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Hắn cưỡng ép chống đỡ mình đứng lên, cố nhiên khó chịu và đau đớn, hắn đã cắn răng kiên trì. Ngoại công! Diệp thần lặp lại. Hắn vốn cho là đời này cũng sẽ không thừa nhận cái cụ già này. Nhưng là cái cụ già này lấy mình sinh mạng cứu mẫu thân, chuyện cũ cũng nên xóa bỏ. Huống chi, hắn biết đây là mẫu thân tâm nguyện. Mấy thập niên này tới, mẫu thân mặc dù ngoài miệng vừa nói không quan tâm Giang gia, nhưng là thường xuyên vẫn sẽ đứng ở sân thượng nhìn về phía phương Bắc, khi thì than thở. Hắn lần này thỏa hiệp, là vì mẫu thân. Giang lão gia tử nghe được cái này hai chữ kích động đến mức tận cùng, thậm chí nước mắt ngang dọc. Đột nhiên nhìn về phía Giang nữ dung, bội dung, ngươi sinh một cái tốt nhi tử, một cái ta Giang gia đỉnh trước ngưỡng vọng tốt nhi tử à. Ba. Thật ra thì Diệp thần mạnh mẽ, không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Ninh Ba Diệp gia, bởi vì thiên chính.
Giang nữ dung lời nói ra kinh người nói. Trước Nhâm Khải Vân nói một câu, nàng nhớ thật kỹ, trên người mình linh căn không cách nào truyền thừa khi đến một đạo, cũng nói Diệp Thần thiên phú căn bản và nàng không liên quan. Duy nhất giải thích, chính là trượng phu mình Diệp Thiên Chính. Bị Diệp Lăng Thiên cứu đi sau đó, nàng càng nghĩ càng không đúng. Cha mẹ chồng thần bí, đã bất ngờ chết, lại thêm huyết minh mang đi Diệp Thiên Chính, tựa như hết thảy cũng biểu thị, cái đó tất cả Hoa Hạ gia tộc cho là phổ thông gia tộc Diệp gia, cũng không có như vậy phổ thông. Thậm chí có thiên đại bí mật. Giang nữ dung không ngu ngốc, có ít thứ sâu vào một chỗ, liền có thể được một cái bí mật kinh thiên. Ninh Ba Diệp gia lừa gạt toàn bộ Hoa Hạ. Nếu như nói 20 năm trước, tại tất cả trong mắt người, Diệp Thiên Chính không xứng với nàng Giang Nữ Dung. Như vậy bây giờ, chính là nàng Giang Nữ Dung không xứng với Diệp Thiên Chính. Chẳng qua là không biết, Thiên Chính bây giờ như thế nào. Côn Lôn Hư Huyết Minh những người đó có hay không đối phó Thiên Chính. Cùng lúc đó, núi Côn Lôn chỗ sâu. Côn Lôn Hư, một tòa mây mù vòng dãy núi bên trong. Dãy núi khí thế khoáng đạt, linh khí cực kỳ đậm đà, còn có cường đại thượng cổ trận pháp bảo vệ núi này. Đứng trên đỉnh núi, đứng thẳng một khối bia đá to lớn. Trên tấm bia đá, có khắc hai cái nhìn như có chút máu trong vắt chữ viết. Huyết Minh. Dãy núi chỗ sâu, còn có từng ngọn khí thế khoáng đạt đền. Đền trong, vô số cường giả xếp chân mà ngồi, trên mình lại là tràn ra cực kỳ ưu việt hơi thở. Ngay tại lúc này, không trung một đạo ánh sáng bắn tới. Một vị trong đó ông cụ áo bào tím mở mắt ra. Năm ngón tay một bản, đạo ánh sáng kia trực tiếp bị hắn bắt vào trong tay. Ừ, lại có trưởng lão ở sống chết đang lúc, dùng máu tươi thả một đạo lực lượng mật báo tin tức. Chỉ bất quá tin tức này tựa như bị người phá hư mấy phần. Vị kia ông cụ áo bào tím vung tay lên, phù văn ở trước mặt hắn nở rộ ra. Một hàng chữ viết hiện lên mở Nhâm Khải Vân, thành phố Bắc Kinh. Cái gì, Lạc Kiếm Tông Nhâm trưởng lão lại có thể chết? Vậy Tử Bào trưởng lão sắc mặt tụ đổi, sau đó một đạo đứt quãng đối thoại truyền tới. Bởi vì bị phá hoại, rất khó phân biệt ra nội dung bên trong. Rốt cuộc là ai dám động chúng ta người huyết minh, mấu chốt vẫn là ở Hoa Hạ xảy ra chuyện. Vị kia Tử Bào trưởng lão bước ra một giọt máu tươi bắn vào tia sáng kia trên. Ngay tức thì một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên. Là một cái ăn mặc đồ dạo phố người tuổi trẻ. Mặc dù mơ hồ, nhưng là loáng thoáng có thể phân biệt một ít dung nhan. Thằng nhóc này tựa hồ là phá hoại u hồn ngục giam Diệp Thần. Lại dám động ta huyết minh người, tự tìm cái chết. Vị này khí tức cường đại huyết minh trưởng lão chợt đứng lên, sau đó hướng về phía không khí tức giận nói, Liễu trưởng lão, Trì trưởng lão. Lời nói bây giờ. Hai vị trưởng lão xuất hiện ở vị này Tử Bào trưởng lão trước mặt. Các người mang mấy vị cường giả đi một chuyến thành phố Bắc Kinh, tìm một cái kêu Diệp Thần tiểu tử, sau đó không tiếc bất cứ giá nào tự mình động thủ. Vậy hai vị trưởng lão ngẩn ra, bọn họ căn bản không nghĩ tới, huyết minh lại có thể như vậy hương sư động chúng. Vì một tên tiểu tử, điều động nhiều người như vậy. Đây cũng quá coi trọng vậy thằng nhóc TQ đi. Trịnh trưởng lão. Sẽ ở đó hai vị trưởng lão chuẩn bị lúc rời đi, Trịnh trưởng lão nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thằng nhóc này có thể chém chết Nhâm Khải Vân, tuyệt đối có chút mờ ám, các người không nên động thủ trước, đối với Hoa Hạ võ đạo giới làm áp lực. Nếu sự việc phát sinh ở Hoa Hạ, Nhâm Khải Vân thân phận vậy đặc thù, các người động dùng thủ đoạn làm áp lực, Hoa Hạ võ đạo giới tất nhiên sẽ không tha cho thằng nhóc này. Ta đây là muốn xem, thằng nhóc này là trời tê liệt dáng vẻ. Hắn coi như mạnh hơn nữa, chẳng lẽ lực một người có thể chống cự toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới? Liễu trưởng lão và Trì trưởng lão con người đồng loạt co giúp một cái, nịnh nọt nói, Trịnh trưởng lão chiêu này mượn đao giết người trâu. Thật trâu bò, chúng ta huyết minh chỉ cần nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó thằng nhóc này chọc nhiều người giận, hắn cũng đừng nghĩ ở Hoa Hạ sống được. Ha ha, Trịnh trưởng lão cười lạnh một tiếng, không để ý đến hai người tâm bốc. Mà là hướng huyết minh hầm giam đi tới. Hắn ngược lại là nhớ tới một người đàn ông có thể và cái này Diệp Thần có chút quan hệ. Không lâu lắm, huyết minh hầm giam bên trong. Một tòa bịt kín cửa phòng mở ra.
Hai cái to lớn người đàn ông thấy Trịnh trưởng lão xuất hiện, vội vàng chắp tay nói, Trịnh trưởng lão, ngài làm sao tới? Trịnh trưởng lão gật đầu một cái, nhìn một cái cách đó không xa ngồi xếp bằng, có chút vết thương một cái trung niên nam tử, hỏi bên người hai người nói, cái này Diệp Thiên Chính trên người bí mật phải chăng khai thác, hai người các ngươi thực lực hẳn đủ để cướp đoạt người này trí nhớ đi. Nghe được câu này, hai người diễn cảm có chút khó xử. Một cái trong đó người đàn ông mở miệng nói, Trịnh trưởng lão. Chuyện này, tựa hồ không như vậy dễ dàng, hai người chúng ta thông qua một ít bí pháp muốn cướp đoạt người này bí mật, nhưng là đến mỗi thời khắc mấu chốt, đều sẽ có một tầng cực kỳ ưu việt lực lượng ngăn trở, bỏ mặc chúng ta tu vi như thế nào, bỏ mặc chúng ta thuật pháp như thế nào mạnh mẽ, kết quả cũng giống nhau. Chúng ta thậm chí còn bị cắn trả cực mạnh. À, Trịnh trưởng lão kinh ngạc mấy phần. Sau đó hướng Diệp Thiên Chính đi tới, một cái sinh trưởng ở địa phương người Hoa, không có bất kỳ tu vi và chân khí, làm sao có thể có lực lượng ngăn trở các người. Ngay tại Trịnh trưởng lão đến gần thời điểm, Diệp Thiên Chính mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng, không muốn ở trên người ta lãng phí khí lực, ta cái gì cũng không biết. Trịnh trưởng lão mặt không cảm giác, mấy giây sau đó mở miệng nói, ngươi liền không muốn biết con ngươi tin tức. Nghe được câu này, Diệp Thiên Chính con người tách thả ra một đạo ánh sáng, rồi sau đó ánh sáng ngay tức thì biến mất. Ta không muốn biết. Trịnh trưởng lão có nhiều thú vị gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi tốt nhi tử, nhưng mà giết không ít chúng ta huyết minh người, giết người khác, ta có thể còn không dự định truy cứu, nhưng là lần này, hắn giết một vị đối với chúng ta huyết minh mà nói, cực kỳ trọng yếu trưởng lão. Ngươi biết hắn tiếp theo phải đối mặt cái gì không? Hắn phải đối mặt toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới tức giận. Ngươi nói, hắn có thể kiên trì bao lâu? Thê tử ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Ngươi vậy không nên kích động, đại khái 3 ngày, bên trong 3 ngày, ta sẽ mang vợ con của ngươi thi thể tới gặp ngươi, đến lúc đó ta muốn biết ngươi có nguyện ý hay không nói. Nghe được câu này, Diệp Thiên Chính con ngươi tràn đầy tia máu, vừa định gầm thét, Trịnh trưởng lão chỉ điểm một chút ở Diệp Thiên Chính trên ấn đường. Vừa định đi sâu vào Diệp Thiên Chính trí nhớ, một cổ vô cùng lực lượng mạnh bao trùm tới. Lực lượng này tựa như có thể phá vỡ hết thảy. Trịnh trưởng lão diễn cảm sợ hãi đến mức tận cùng. Làm sao có thể? Hắn chợt thu tay về, nhưng là lúc đã chậm, lực lượng kia xuyên thấu hắn ngũ tạng lục phủ, huyết khí dâng trào. Một đạo máu tươi thiếu chút nữa tràn ra. Giờ khắc này, hắn lại cũng không bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi thật cùng Côn Lôn hư Diệp gia có quan hệ? Trịnh trưởng lão trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Diệp Thiên Chính hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại, tựa như cái gì cũng không quan tâm. Nhưng là chỉ có hắn rõ ràng, hắn bề ngoài mặc dù vân đạm phong khinh, nhưng là nội tâm nhưng là hốt hoảng đến trình độ cao nhất. Nếu như Hoa Hạ võ đạo giới muốn nhằm vào Thần Nhi và Bội Dung, đó không thể nghi ngờ là cục hẳn phải chết à. Nhưng mà dưới mắt, hắn căn bản không giúp được gì. Duy nhất có thể làm, chính là Thần Nhi bảo vệ cái bí mật kia. Hắn mặc dù không biết vậy phụ thân giao cho hắn đá đại biểu cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể bị bên ngoài người biết được. Cùng thời khắc đó, Lạc Kiếm Tông đại điện. Bầu không khí vui thích. Lạc Kiếm Tông tông chủ đang thận trọng phục vụ một vị Vạn Kiếm Tông thi trưởng lão. Vạn Kiếm Tông và Lạc Kiếm Tông mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng là chênh lệch nhưng là to lớn. Hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lạc Kiếm Tông chẳng qua là Côn Lôn hư Vạn Kiếm Tông một đạo chi nhánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lạc Kiếm Tông tông chủ ở Vạn Kiếm Tông một vị trước mặt trưởng lão cũng phải cẩn thận nói chuyện. Lần này, Lạc Kiếm Tông tông chủ nhưng mà xài giá rất lớn mới đem vị trưởng lão này mời tới. Chính là hy vọng Vạn Kiếm Tông có thể đối với Lạc Kiếm Tông nâng đỡ mấy phần. Bởi vì một năm một lần tông môn bình cấp liền muốn bắt đầu. Mà Vạn Kiếm Tông trên tay có trước cực kỳ quý báu một phiếu. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau thật vui lúc đó, Lạc Kiếm Tông tông chủ diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Bởi vì ngay vừa mới rồi, mấy vị trưởng lão sinh mạng minh bài đồng loạt vỡ vụn. Cái này mấy vị trưởng lão đều là Lạc Kiếm Tông phái đi ra ngoài. Đi Hoa Hạ tìm chất lượng tốt đệ tử. Một vị trong đó lại là Nhâm Khải Vân. Tông môn trưởng lão ở Hoa Hạ lại có thể đồng loạt gặp bất trắc. Đây đối với Lạc Kiếm Tông mà nói,
nhưng mà thiên đại chuyện à. Vị kia Vạn Kiếm Tông tôn quý trưởng lão tự nhiên phát hiện là Kiếm Tông tông chủ khác thường, hiếu kỳ nói, tôn tông chủ, đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi như vậy diễn cảm. Tôn tông chủ kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu, đại nhân, không có chuyện gì, chẳng qua là một ít chuyện nhỏ mà thôi, ta có thể xử lý. Vị kia tôn quý trưởng lão nhíu mày một cái, nói tôn tông chủ, người dáng vẻ nhìn như cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Ta cầm ngươi chỗ tốt, nếu như có thể giúp bận bịu, ta Vạn Kiếm Tông cũng có thể giúp mấy phần. Hắn lấy là Lạc Kiếm Tông và Côn Lôn Hư một ít tông môn sinh ra mâu thuẫn, nếu không sẽ không để cho một cái tông chủ như vậy biến sắc. Tôn tông chủ mới vừa muốn cự tuyệt, một cái thần sắc hốt hoảng đệ tử vọt vào, tông chủ, không xong. Nhâm trưởng lão và còn lại Đi Hoa Hạ trưởng lão đều bị chém giết. Dựa theo xác định vị trí, sự việc phát sinh ở thành phố Bắc Kinh. Nghe được câu này, tôn tông chủ sắc mặt càng khó coi. Lăn ra ngoài, chuyện này ta đã biết. Vậy vị đệ tử nghe được tông chủ tức giận như vậy thanh âm, biết làm sai chuyện, liền bận bịu lui xuống. Tông chủ. Sau đó, tôn tông chủ đối với vị kia Vạn Kiếm Tông trưởng lão nói, đại nhân. Bực này chuyện nhỏ ta sẽ xử lý, ta cái này thì phái người điều tra kỹ chuyện này, lại là đem vậy động thủ người mang về. Vạn Kiếm Tông trưởng lão con ngươi híp lại, Hoa Hạ linh khí mỏng manh, lại có người có thể giết Lạc Kiếm Tông trưởng lão, chuyện này thật không đơn giản, vừa vặn mấy ngày nay ta không có sao, phía trên người trước đây vậy giao phó ta đi Hoa Hạ vòng vo một chút, nếu không, chuyện này ta đi giúp ngươi giải quyết. Vạn Kiếm Tông trưởng lão thật đúng là dự định đi một chuyến Hoa Hạ. Dẫu sao trước đoạn thời gian Vạn Kiếm Tông lão tổ hạ xuống, nghiền ép tất cả mọi người. Hơn nữa Vạn Đạo Kiếm Tôn nhưng mà để lại một khối ngọc bội chi bức tranh. Gặp ngọc bội người, như gặp Vạn Đạo Kiếm Tôn. Mặc dù Vạn Kiếm Tông tông chủ và chư vị trưởng lão cũng không biết vị này lão tổ ý nghĩa, nhưng đã đến bọn họ cái này cấp bậc, tự nhiên có nguyên nhân. Mấu chốt nhất Vạn Đạo Kiếm Tôn sau cùng chiều hướng biểu hiện, đi Hoa Hạ. Hoa Hạ rốt cuộc có cái gì? Chẳng lẽ vị kia lão tổ nói thanh niên ngay tại Hoa Hạ? Nghi ngờ trùng trùng. Giờ phút này, tôn tông chủ nghe được câu này, sắc mặt trắng bệch, hắn nào dám mời vị đại nhân vật này ra tay à? Vội vàng nói, đại nhân, tuyệt đối không thể, cho ta thời gian 2 ngày, phái ta 10 mấy vị cường giả đi hỏi Hoa Hạ cần người, nếu không hồi, đại nhân sẽ ra tay cũng không muộn. Cũng tốt. Hoa Hạ võ đạo giới, một chàng thịt sống phong huyết mưa tựa như đang hội tụ. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là hồn nhiên không biết, hắn rời đi Giang gia, và Giang nữ Dung đi tới Bách Lý Hùng gia để cho mảnh đất kia. Hơn một tuần lễ thời gian, Hoa Hạ Diệp gia hình thức ban đầu đã thành. Hai người thậm chí bị trước mắt Diệp gia trấn trụ. Có núi, ở giữa còn quấn một tòa kiểu Trung Hoa biệt thự. Biệt thự diện tích to lớn. Bỏ mặc hơi thở vẫn là phong thủy cũng thật tốt. Diệp Thần thậm chí cảm giác linh khí còn quấn toàn bộ kiểu Trung Hoa biệt thự. Không chỉ như vậy, bên ngoài biệt thự càng là có một khối đồ sộ bia đá lớn. Trên tấm bia đá, có 4 cái già dặn có lực chữ to. Hoa Hạ Diệp gia. Đề chữ người, lại là Hoa Hạ tay cầm quyền thế vị kia cụ già. Vị cụ già này, có lòng. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến rời đi kinh thành lúc vậy trận khó chịu, tất cả mọi người gây khó khăn, càng làm cho hắn bắt lại cấp bậc và tổng huấn luyện viên chức vị. Hắn đã từng thề lại nữa quản Hoa Hạ, bây giờ nhìn lại, vị kia mặt mũi vẫn là cho mấy phần. Chẳng qua là hy vọng những người đó không muốn lại chọc giận mình. Nếu không, những người này chính là Hoa Hạ Diệp ra đá lót đường. Thần nhi, đây là chúng ta sau này nhà. Giang nữ Dung lời nói bên trong có chút kích động. Nàng bước vào tu luyện, tự nhiên biết nơi này quý giá. Linh khí vượt xa Giang gia. Khí vận không thua bất kỳ một người nào gia tộc cao cấp. Duy nhất thiếu sót chính là không có bảo vệ tộc trận pháp. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng Hoa Hạ Diệp gia bước vào, mụ, điều không vinh dự này là nhà chúng ta, sau này, lại là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc. Ngày mai. Ta liền sẽ để cho tất cả mọi người biết, Hoa Hạ đệ nhất gia tộc, sừng sững ở này. Người bất kỳ nếu dám động ta Diệp gia, hữu tử vô sanh. Còn như Diệp gia trước gia chủ, ta cho phụ thân giữ lại. Ta sẽ đi một chuyến Côn Lôn Hư, tự mình mang về phụ thân, ai như ngăn cản, chết.
Hát. Diệp Thần nhìn một cái Giang Dung, cười một tiếng, mụ, vào đi thôi, đi bên trong xem một chút. Được. Diệp Thần và Giang Dung hướng tòa kia kiểu Trung Hoa biệt thự đi. Cực kỳ sang trọng. Rất hiển nhiên tối tăm điện và tập đoàn Thiên Chính vận dụng tốt nhất nhà thiết kế cùng với vật liệu. Trung ương biệt thự tổng cộng có tầng 4, không bao gồm phía dưới 2 tầng. Trong đó một tầng lại là phòng tu luyện, dùng hoa hạ có thể tìm được tốt nhất linh thạch chế tạo. Một khi ở bên trong tu luyện, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể cách trở. Ngay tại hai người nhìn một vòng đang lúc, một cái tối tăm điện cường giả vội vàng đi tới. Điện chủ, có hai người muốn gặp ngươi, liền ở dưới lầu chờ, có cần hay không từ chối. Mà Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, hiếu kỳ nói, ai? Bách Lý Hùng và Lôi Thụ Vĩ. Đảm nhiệm phi phàm nghe được cái này tên của hai người, ngược lại có chút bất ngờ, cái này hai người nhanh như vậy cũng biết mình trở về. Đem bọn họ mời tới phòng khách, thật tốt chiêu đãi. Điện chủ. Đảm nhiệm phi phàm đối với cái này hai người vẫn là có mấy phần hảo cảm. Ngày đó, cái này hai người vì mình chạm xe và chức vị nói chuyện, hắn nhưng mà nhớ trong lòng. Từ trình độ nào đó mà nói, đều là người mình. Diệp Thần đi tới phòng khách, Lôi Thụ Vĩ và Bách Lý Hùng đang ngồi uống trà. Khi bọn hắn thấy Diệp Thần, vội vàng đứng lên. Diệp tiên sinh. Bọn họ cũng nghe nói Hồng Kông sự việc, mặc dù ở Hồng Kông, bọn họ mạng lưới tình báo không tính là quá rộng, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, vẫn biết mấy phần. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể từ Hồng Kông sống trở về. Quỷ dị hơn là Giang Đạo Sơn ngày hôm đó sau đó, đột nhiên biến mất. Hồng Kông chính phủ bên kia đã chấn động. Hoa Hạ thậm chí phái hành động đặc biệt tiểu tổ điều tra chuyện này. Tất cả đầu mối toàn đều chỉ hướng một người. Đó chính là Diệp Thần. Bởi vì xảy ra chuyện vậy đoạn thời gian, trừ Hoa Hạ người bảo vệ trở ra, chỉ có Diệp Thần lên núi. Mà bọn họ lần này tới, từ trình độ nào đó liền là bị phía trên vị kia giao phó, lấy bọn họ thân phận điều tra ra một ít thứ. Các người vậy coi là vị thứ nhất tới kinh thành Diệp gia quý khách, vừa vặn, ta muốn cùng các người nói một chuyện, ngày mai ta Diệp gia cử hành yến hội, cũng coi là nói cho Hoa Hạ tất cả thế lực cao cấp chuyện này, đến lúc đó nhớ tới cổ động, các người có thì giờ rảnh không? Bách Lý Hùng và Lôi Thụ Vĩ nhìn nhau, gật đầu liên tục, mặc dù tin tức này không có tản mát ra, nhưng là làm mảnh đất này dành ra trong nháy mắt kia, tất cả mọi người đều chú ý tới Diệp gia. Phỏng đoán ngày mai Diệp gia tất nhiên không còn chỗ ngồi, còn như chúng ta, thiên đại chuyện, vậy không ngăn cản được chúng ta tới Diệp gia tâm tình. Một phen khách sáo, Bách Lý Hùng phát giác cái gì, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngày mai sẽ đặt tiệc, có thể hay không có chút vội vàng, Diệp gia nhìn như đã thành, nhưng là bây giờ còn thiếu một kiểu đồ, đây là gia tộc cao cấp cần thiết. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, hiếu kỳ nói, cái gì? Bách Lý Hùng nhìn một cái mặt đất. Nhàn nhạt nói, trận pháp. Không có trận pháp cường đại, nếu như Diệp tiên sinh không có ở đây, người ngoài muốn đối với Diệp gia động thủ làm thế nào? Bây giờ Hoa Hạ gia tộc cao cấp cũng thiết lập có trận pháp, tới một cái mới có thể bảo vệ được gia tộc, thứ hai, có thể che đậy một ít thứ. Diệp Thần nghe được câu này, con người có giúp một cái. Hắn luôn cảm giác mất cái gì, nguyên lai thiếu chính là trận pháp. Lôi Thụ Vĩ cũng là đứng lên. Cung kính nói, Diệp tiên sinh, ta biết mấy vị thiết lập trận người, mặc dù đối phương trình độ vậy, nhưng là có thể miễn cưỡng đối phó mấy phần, có cần hay không ta gọi điện thoại. Diệp Thần cười một tiếng, không cần. Hắn nắm trong tay linh phù một đạo, đối với trận pháp hiểu cũng là càng ngày càng sâu, kia còn cần người khác cho hắn Diệp ra thiết lập trận. Chẳng lẽ Diệp tiên sinh không dùng tới trận pháp, Lôi Thụ Vĩ kinh ngạc nói. Nói xong hắn nhìn về phía Bách Lý Hùng. Đối phương cũng là một mặt nghi ngờ. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng đi ra bên ngoài, các người theo ta tới, còn như Diệp gia trận pháp, ta một người đủ rồi. Bách Lý Hùng và Lôi Thụ Vĩ trong lòng đồng loạt ngẩn ra, bọn họ biết Diệp Thần thủ đoạn thông thiên, nhưng là bảo vệ tộc trận pháp cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện. Cái này cùng võ đạo thực lực căn bản không có quan hệ gì. Vậy thực lực cường đại người, cũng sẽ không đắm chìm trận pháp. Chẳng lẽ Diệp tiên sinh là một cái dị loại? Diệp Thần và hai người đi tới liền một nơi đất trống, Diệp Thần giam tròng mắt,
cảm thụ cái này một vùng đất trận pháp và linh khí thế đi. Lần này, hắn không phải tùy tùy tiện tiện ngưng tụ một cái trận pháp, mà là muốn dụng hết toàn lực thiết lập bảo vệ tộc trận. Hơn nữa cái này bảo vệ tộc trận phải có thể chống cự Côn Lôn hư cường giả một kích, mà không phải là Hoa Hạ cường giả. Diệp gia muốn thành là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc, trận pháp kia liền muốn nghiền ép hết thảy trận pháp. Mà giờ khắc này, Diệp thần trong lòng đã có câu trả lời. Vạn cổ phá thần trận. Không chỉ có thể chống đỡ thần du cảnh cường giả một kích toàn lực, lúc cần thiết cũng có thể ngưng tụ sát trận, giết người tại vô hình. Mình rời đi sau đó, trận này là bảo vệ hắn người bên cạnh mấu chốt. Xa xa Bách Lý Hùng và Lôi Thụ Vĩ nhìn Diệp thần một hơi một tí, chau mày. Bọn họ không biết Diệp thần trong hồ lô bán thuốc gì. Diệp tiên sinh đang làm gì? Chẳng lẽ ở xem nơi này phong thủy? Lôi Thụ Vĩ hiếu kỳ nói. Bách Lý Hùng ngưng mắt nhìn Diệp thần, đoán được mấy phần, không xác định nói, chẳng lẽ Diệp tiên sinh thật chuẩn bị thiết lập trận. Bây giờ Hoa Hạ gia tộc bảo vệ tộc trận pháp cơ hồ đều là truyền thừa xuống, rất ít có người mình thiết lập trận, Diệp tiên sinh là điên rồi phải không? Hắn cố nhiên tin tưởng Diệp thần, nhưng là ở trong chuyện này hắn có chút nghi ngờ. Bởi vì trận pháp chi đạo tỷ võ đạo phức tạp hơn. Đừng nói TQ, coi như ở Côn Lôn hư, trận pháp sư cũng không nhiều à. Ngay tại Lôi Thụ Vĩ và Bách Lý Hùng không biết rõ Diệp thần hành động thời điểm, Diệp thần trong mắt đột nhiên mở ra. Tựa như bắn ra một đạo hàn quang, khí thế của cả người cũng đổi được mờ ảo mấy phần. Sau đó, Diệp thần một bước tiếp theo một bước bước ra. Tổng cộng bước ra 7 bước. Bước này phạt quỷ dị vừa thần bí, mỗi một bước tựa như cũng để cho Diệp gia chấn động mấy phần. Làm đến bước thứ 7 thời điểm, Diệp thần trong tay nhất thời xuất hiện mấy viên linh khí đậm đà linh thạch. Linh thạch trực tiếp hướng 6 phương hướng bắn tới. Linh quang lóe lên, nhất thời, cuồng phong nổi lên. Lấy Diệp thần làm trung tâm, tựa như nghênh đón mưa to gió dữ. Diệp gia mới vừa trồng trọt xong một ít xanh hóa tại chỗ tiêu tán. Cái này Diệp tiên sinh rốt cuộc đang làm gì? Lôi Thụ Vĩ lời mới vừa nói ra, một giây kế tiếp, hắn cả người giật mình. Miệng mở to lớn, tựa như gặp quỷ. Mà Bách Lý Hùng cũng không chịu nổi, thời khắc này hắn tựa như nhìn thấy cả đời này quỷ dị nhất hình ảnh. Chỉ gặp Diệp thần hai chân chân khí ngưng tụ, quanh thân tiên sương mù và ánh sáng lượn lờ. Một giây kế tiếp, Diệp thần hai chân lại cách mặt đất. Hơn nữa càng ngày càng cao. Bọn họ vô cùng chắc chắn cái này Diệp thần trên mình không có bất kỳ dây cước và sợi dây. 5 mét, 10 mét, 20 mét. Làm Diệp thần đến 30 mét thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Trôi lơ lửng hậu thế, tựa như tiên tôn. Bách Lý Hùng và Lôi Thụ Vĩ vậy coi là ở Hoa Hạ gặp qua cảnh đời, thậm chí có tốt đẹp dày công tu dưỡng. Nhưng là vào giờ khắc này, bọn họ nhưng là miệng đồng thanh tuôn ra hai chữ trời ạ. Ai có thể nghĩ tới Diệp thần lại có thể còn có ngón này. Người này thực lực rốt cuộc đạt đến mức nào? Thật chẳng lẽ là tiên tôn hạ xuống sao? Cái này ở hai người xem ra cực kỳ cao thâm đồ, ở Diệp thần trong mắt nhưng không tính là cái gì. Hắn chỉ bất quá khôn khéo lợi dụng trận pháp và khí lưu, làm được hết thảy các thứ này. Trong mắt hắn rửng rưng, trên cao nhìn xuống thế, ngay tức thì phát hiện đúng khối khu vực tâm trận. Hắn không chút do dự, lần nữa sử dụng mười mấy viên linh thạch, đập vào trận mắt bên trong. Một cổ vô hình khí ba nhộn nhạo lên. Đồng thời, Diệp thần ngón tay nhanh chóng bóp quyết, miệng lẩm bẩm, huyết long trực tiếp từ hắn bên trong thân thể xông ra, long ngâm vang khắp. Một người một rồng, đứng ngạo nghễ hậu thế, cho tất cả mọi người tại chỗ rung động thật lớn. Vạn cổ phá thần trận, khải. Diệp thần đột nhiên một chỉ điểm ra, một giọt máu tươi bức ra. Máu tươi ngay tức thì lan truyền, thần long hư ảnh từ trên bầu trời đáp xuống. Xuyên thấu mặt đất. Một đạo chùm tia sáng màu đỏ trực tiếp tạo thành. Chùm tia sáng càng ngày càng lớn, cuối cùng thật giống như hình thành một đạo bình phong che chở. Bình phong che chở bên trong lại là tựa như lưu động một cái bóng. Khi thì hóa là huyết long, khi thì hóa là bóng kiếm. Ngắn ngủi mấy phút, Diệp thần trán đã đầy vải mồ hôi hột, bởi vì thiết lập trận pháp này chân thực quá hao tổn tinh khí thần. Dù là Diệp thần bước vào chân nguyên cảnh, áp lực cũng là cực kỳ lớn.
nhưng là áp lực càng lớn, càng nói minh trận này mạnh. Giờ phút này xa xa Bách Lý Hùng và Lôi Thụ Vĩ hoàn toàn kinh sợ rất cằm. Bọn họ đã cảm thấy trận pháp hoàn toàn tạo thành, bọn họ mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng là trước mắt trận pháp này hơi thở nhưng là đậm đà đến mức tận cùng à. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, bọn họ cảm giác được trong trận pháp ngưng tụ sát ý. Một khi bọn họ đối với Diệp gia tiến hành phá hoại, tất nhiên hóa là một đạo bụi đất. Diệp tiên sinh, lại còn là một vị trận pháp sư. Lôi Thụ Vĩ diễn cảm tựa như động lại, thanh âm run rẩy nói. Không lâu lắm, Diệp thần chậm rãi rơi xuống, hắn thân thể đã ướt đẫm. Hắn không chỉ ngưng tụ máu tươi, còn nghĩ đan điền chân khí toàn bộ hội tụ tại trận pháp bên trong, đồng thời, dẫn động bổn mạng trận phù và huyết long hư ảnh liền một số lực lượng. Nhìn trận pháp này tạo thành, Diệp thần hài lòng thở ra một hơi. Cái này vạn cổ phá thần trận đủ để ngăn cản hết thảy xâm hại. Thời gian xong hết rồi, ta cũng không lưu các ngươi, ta đi nghỉ trước. Diệp thần nói, Bách Lý Hùng muốn nói cái gì, vẫn là nín trở về. Dẫu sao hắn và Lôi Thụ Vĩ chuyến này mục đích chính là xông đạo núi sự việc. Diệp thần đi mấy bước, phát giác cái gì làm sao, còn có việc. Không việc gì, chúng ta cái này liền rời đi. Nói đi, chẳng lẽ những người đó lại dự định làm khó ta? Cấp bậc và long hồn giáo quan, bọn họ muốn bắt liền cầm, ta không quan tâm. Bách Lý Hùng lắc đầu một cái, do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói Diệp tiên sinh, vị kia để cho ta hỏi ngươi một chuyện, Giang Đạo Sơn biến mất một chuyện. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp thần liền nói Giang Đạo Sơn là ta hủy, lấy phương chấn nghiệp cầm đầu 10 vị hoa hạ người bảo vệ cũng là ta giết. Diệp thần bỏ lại một câu nói này, liền trực tiếp rời đi. Đây cũng là Bách Lý Hùng câu trả lời mong muốn, hắn không cần phải nói láo. Bách Lý Hùng và Lôi Thụ Vĩ nhìn nhau, cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Hô hấp tựa như bình ở. Tất cả mọi người đều tập trung tại Giang Đạo Sơn biến mất, nhưng chưa từng nghĩ đến phương chấn nghiệp cùng với còn dư lại hoa hạ người bảo vệ, đều đang bị Diệp thần chém chết. Lấy một địch 10. Hoa hạ thật có loại này cao cấp cường giả. Diệp thần đi tới phòng tu luyện. Nhắm mắt lại, đá màu đen treo nổi lên. Quanh thân linh khí phun trào. Luân hồi mộ địa cũng là cho thấy đi ra. Trần Thiên Lê có nhiều thú vị nhìn Diệp thần dưới mắt, ta cũng nên dạy ngươi hoàn chỉnh kiếm kỹ, vạn đạo kiếm tôn, lấy kiếm là nói, ngươi bây giờ chân nguyên cảnh, có thể nắm giữ là 10%, sẽ để cho ngươi được ích lợi vô cùng. Diệp thần có thể cảm giác đến Trần Thiên Lê thân thể đã yếu ớt mấy phần, sợ là không có quá nhiều thời gian. Hắn vốn định điều chỉnh trong cơ thể đan điền hơi thở, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Vạn đạo kiếm tôn kiếm kỹ mới là mấu chốt nhất. Trần Thiên Lê hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói đầu nhi, ngươi có biết vì sao là kiếm đạo? Diệp thần trầm tư mấy giây giết hại. Trần Thiên Lê lắc đầu một cái, ngươi mặc dù bước lên sát lục chi đạo, nhưng là giết hại chẳng qua là một loại thế, có thể mạnh mẽ ngươi thực lực, lại không thể gọi là kiếm đạo. Chân chính kiếm đạo chính là không. Vô hình kiếm, nhất là có thể chết người, vạn vật đều có thể là kiếm. Kiếm đạo cảnh giới tối cao chính là nắm trong tay hết thảy, dung hợp vạn vật, đến lúc đó một giấy, một lá, dù là không khí cũng có thể thành là kiếm ngươi. Như vậy huyền diệu tiếng nói, Diệp thần không cách nào hiểu, hắn mới vừa muốn nói cái gì, Trần Thiên Lê đã động. Đồ nhi, ta đem thực lực áp chế đến và ngươi vậy cảnh giới, sau đó ngươi dùng trấn hồn kiếm đối với ta ra tay, nhớ, không thể có bất kỳ nương tay. Trần Thiên Lê thân thanh âm vang khắp. Một giây kế tiếp, Trần Thiên Lê quanh thân ý định giết người bao trùm, đầy trời che, vô cùng kinh khủng. Được, cảm thụ vậy ngập trời ý định giết người, đối mặt đứng ở trước người Trần Thiên Lê, Diệp thần híp mắt lại, tay cầm trấn hồn kiếm, trầm giọng quát lên. Giống nhau cảnh giới, Diệp thần không sợ hãi chút nào. Đồ nhi, ta thậm chí không cần ra tay, là có thể ngưng tụ kiếm ý. Trần Thiên Lê ánh mắt đông lại một cái. Lớn tiếng quát lên. Rầm rầm. Một tiếng thét dài, Trần Thiên Lê đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một cổ to lớn nguy cơ, ngay tức thì hướng Diệp thần lan tràn đi. Đột nhiên bây giờ, một cổ chết hơi thở bao phủ tới, Diệp thần thần sắc đại biến. Phá thiên kiếm ý thức thứ hai, vẫn lạc tinh thần.
hắn không dám buông lỏng chút nào. Một kiếm ra, gió lớn phun trào, bụi bậm đầy trời. Diệp Thần khí thế buông ra, chân khí cường đại phun trào toàn thân, trong tay Trấn Hồn kiếm răng khắp nơi, xốc xếch phức tạp, giống như từng tờ một mạng nhện vậy, tung khắp các nơi, lại chậm rãi hướng ra ngoài lan truyền. Trấn Hồn kiếm ngất trời, thế như thí thần, vung tán vậy toàn tại thân kiếm chỗ sát ý, hoàn toàn bùng nổ. Kiếm phong chưa tới, khí lạnh tới trước, sát khí hiện ra hết, giờ khắc này, Trảm Long kiếm tựa như bị vô hạn kéo dài, mang ra khỏi vô số đạo hư ảnh, che trời xây, giống như phải đem đúng vùng đất hủy diệt vậy, khí thế bừng bừng. Kiếm ý như tinh thần vậy đập xuống, rậm rạp chằng chịt, không chỗ ẩn trốn. Trần Thiên Lê bóng người hiện ra, trong mắt nhắm lại, trong không khí một chuôi lợi kiếm tựa như phá không xuất hiện, hóa là phi hồng, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Hát, hiu hiu hiu, cái này một chuôi lợi kiếm bắn ra tốc độ, nhanh bực nào. Như xé không gian, mang đến trầm thấp mà thanh âm bén nhọn, như tử thần liêm đao, mang xét xử khí tức tử vong. Theo cái này một chuôi lợi kiếm bắn ra, chẳng qua là trong nháy mắt, đúng cái trời đất phảng phất cũng động lại đứng lên, toàn bộ luân hồi mộ địa, tựa như cũng dừng hình ảnh lại. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình giống như lâm vào vũng bùn chính giữa, khó mà tự kiềm chế. Trường kiếm kia đem mình hơi thở hoàn toàn phong tỏa, Diệp Thần không thể tránh né. To lớn nguy cơ, đã bao phủ tới. Trần Thiên Lê kiếm ý, Diệp Thần làm sao ngăn cản. Hắn trong lòng thậm chí sinh ra sợ hãi. Trần Thiên Lê cố nhiên áp chế tu vi, nhưng là kiếm ý này nhưng vượt xa hết thảy à. Mấu chốt liên phá thiên kiếm ý vậy thì không cách nào ngăn cản. Cái này còn là ở Trần Thiên Lê không có ra tay dưới tình huống. Thật là cường đại kiếm khí, thật là bá đạo kiếm pháp. Phá vỡ cho ta. Nghĩ tới đây bên, Diệp Thần một tiếng thét dài, trong tay Trấn Hồn kiếm lần nữa tóe ra nhức mắt chói lọi. Theo một tiếng thét dài, Diệp Thần trường kiếm trong tay chém ngang ra. Thời gian vừa niệm, cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển tới trình độ cao nhất, bên trong đan điền chân khí, lại là như nước lũ lao nhanh gầm thét. Vô tận chân khí rót vào đến Trấn Hồn kiếm bây giờ, khoảnh khắc bây giờ, Trấn Hồn kiếm phát ra một hồi khẽ rên chấn động tiếng, bộc phát ra tia sáng chói mắt, như trời trăng lên không. Hô hô hô, gió lạnh gào thét, mưa gió biến sắc. Diệp Thần phải lấy lực lượng này, tới chống lại Trần Thiên Lê chiêu thức. Đâm. Theo vậy một đạo ánh sáng vạch qua chân trời, Trần Thiên Lê kiếm cuốn lên mưa gió, mang thế lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống. Trong chốc lát ánh sáng sáng chói, cực hạn kiếm quang dưới, ép được Diệp Thần, ổn định thụt lùi, thậm chí không dám nhìn thẳng. Oanh! Bỗng nhiên bây giờ, một hồi tiếng nổ nổ tung, hai đạo kiếm quang hung hãn đụng vào nhau. Như núi cao va chạm, tinh thần đụng nhau. Một tiếng này nổ ầm, đất rung núi chuyển. Trong tay hắn Trấn Hồn kiếm trực tiếp tránh thoát cánh tay, bay ra ngoài. Trong miệng lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Từng cổ một cực hạn kiếm khí, hướng bốn phía lan truyền ra. Kiếm khí qua, vạn vật hóa là nghiền. Trần Thiên Lê mở mắt ra, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường, sau đó gần từng chữ kiếm này kỹ là mất đi vạn đạo kiếm. Ở thời khắc mấu chốt giết người tại vô hình, dẫn động chân khí trong cơ thể, kiếm quyết thế, phá vỡ hết thảy, người nắm giữ mấy phần. Một phần, Diệp Thần đúng sự thật nói. Hắn căn bản nhìn không thấu bất kỳ sơ hở nào à, làm sao lĩnh ngộ. Trần Thiên Lê cười một tiếng, lần nữa ngưng tụ mất đi vạn đạo kiếm lại tới, hôm nay ngươi phải làm chính là nắm giữ cái này kiếm kỹ. Nói xong hắn liền lần nữa hướng Diệp Thần công tới. Diệp Thần cũng không đoái hoài được thở hào hển, lập tức lại sử dụng trong tay Trấn Hồn kiếm ngăn cản đi. Trong tay Trấn Hồn kiếm lần lượt bị chấn động bay, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều ở đây chấn động. Mặc dù như vậy, hắn đối với một kiếm này lại lĩnh ngộ mấy phần. Cùng lúc đó, hoa hạ núi Côn Lôn. Mấy chục đạo người mặc cổ quái phục sức người từ chỗ sâu đi ra. Bọn họ trong tay cầm một bản vẽ giống như... Mà bức họa bên trong chính là một người thanh niên. Thanh niên mày kiếm, lạnh lùng bên ngoài đồng hồ, trên mình càng là có khí tức thần bí. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện, bức họa ở giữa thanh niên chính là mình. Mà đây mấy chục đạo thân ảnh, chính là huyết minh cường giả.
Lần này huyết minh chỉ có một mục đích, làm áp lực toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, để cho bọn họ giao ra Diệp Thần. Mượn đao giết người. Không lâu lắm, một đám người liền đi tới dưới núi Côn Lôn. Giờ phút này núi Côn Lôn đã có mấy vị Hoa Hạ thế lực cao cấp người trưởng đà đang đợi. Đám người này thực lực coi như không tệ, nhưng là muốn bước vào Côn Lôn hư lại xa xa không có tư cách. Bọn họ biết rõ chỉ cần dựa trên một vị Côn Lôn hư bên trong cường giả, chính là cơ duyên. Nhưng mà khi nhìn thấy nhiều như vậy Côn Lôn hư cường giả, những thứ này Hoa Hạ võ đạo giới thế lực người trưởng đà có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ Hoa Hạ xảy ra đại sự gì không được? Chư vị đại nhân, ta là Hoa Hạ phái Thanh Thành trưởng môn, đối với chư vị đại nhân ngưỡng mộ hồi lâu, đã ở khách sạn chuẩn bị xong món ăn ngon, xin chư vị. Lời còn chưa nói hết, một cái trong đó huyết minh cường giả một bước bước ra, sau đó năm ngón tay giữ lại đầu đối phương lô. Rắc rắc, một tiếng, vị kia trưởng môn đầu lâu trực tiếp bị bẻ gãy. Một màn này, trực tiếp đem Hoa Hạ võ đạo giới đám người kia đều ngơ ngẩn. Côn Lôn hư tới cường giả lại có thể như vậy bạo nóng này. Động một chút là giết người. Mặc dù bọn họ có cái này tư cách, nhưng là cũng quá mức đi. Còn lại mấy vị Hoa Hạ võ đạo giới coi như có mấy lời tiếng nói quyền cụ già cũng hoặc là trưởng môn đồng loạt quỳ xuống. Đại nhân bất giận, không biết chúng ta nơi nào đắc tội đại nhân, muốn hạ như vậy ngoan thủ. Chúng ta nguyện ý sửa lại. Một vị Hoa Hạ môn phái trưởng môn mở miệng nói. Hắn thanh âm thậm chí đang run rẩy. Bọn họ canh giữ ở chỗ này chẳng qua là vì cơ duyên mà thôi, nếu như bỗng dưng vô cớ phối hợp mình tánh mạng thì thật không đáng giá à. Một cái trong đó huyết minh cường giả nhìn quỳ xuống mọi người, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Hắn không có tiếp tục động thủ, ngược lại cầm trong tay bức họa ném ở trên mặt đất. Ta bỏ mặc các người là thân phận gì, trong hai ngày, ta muốn gặp được bức họa ở giữa thằng nhóc này. Thằng nhóc túi này giết người chúng ta. Nếu như, hai ngày sau đó, ta không thấy được thằng nhóc này, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cũng không được an bình. Chúng ta gặp một cái giết một cái. Lời nói lạnh như băng vang khắp. Vậy quỳ xuống tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trên đất từ từ mở ra bức họa. Khi thấy trong hình thanh niên, bọn họ giật mình. Người đàn ông này, bọn họ biết. Không phải là Hoa Hạ như mặt trời ban trưa. Đài võ đạo đánh bại Lâm Tuyệt Long, hơn nữa chém chết một vị Hoa Hạ người bảo vệ Diệp Thần sao. Thằng nhóc này làm sao chọc Côn Lôn hư cường giả. Dựa vào cái gì toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới muốn là hắn hành vi trả tiền. Bọn họ trong lòng tức giận vạn phần, nhưng là giận mà không dám nói gì. Phải dạ, đại nhân, chúng ta trong hai ngày nhất định đem Diệp Thần mang tới ngươi trước mặt. Vị kia trưởng môn cung kính nói. Huyết minh cường giả nhìn lướt qua người nói chuyện, giữa eo rút ra một chuôi kiếm lạnh lẽo, để trước đối phương cầm, nhàn nhạt nói người biểu hiện coi như không tệ, truyền đạt chỉ ý chỉ cần một người là đủ rồi. Trừ hắn, còn lại tất cả mọi người, không chừa một mống. Dứt lời, trưởng môn kia chung quanh cuốn lên từng cơn sức lực gió, ngay tức thì, bên người kêu thảm thiết liền liền. Ngắn ngủi mấy giây, bên người tất cả mọi người đều chết. Trực tiếp hóa là xương máu. Liền một mình hắn cẩu hoạt phu thế. Hắn ở Hoa Hạ coi là lên cao cấp cường giả, nhưng là giờ khắc này, hắn nhỏ bé hết sức. Nếu như không phải là mình sau đó đứng ra nói chuyện, hắn tất nhiên cũng cùng bên người nhóm người kia giống nhau như đúc gà. Đây cũng là Côn Lôn hư uy tín và thực lực à. Mấu chốt đây hết thảy đầu sỏ là vậy Diệp Thần à. Thời khắc này hắn đem hết thảy cừu hận đều đặt ở Diệp Thần trên mình. Nếu như trong hai ngày không thể cho những thứ này đại nhân một cái hài lòng câu trả lời, vậy Diệp Thần chính là Hoa Hạ võ đạo giới tội nhân thiên cổ. Ngay tại lúc này, một cái huyết minh cường giả ngồi chồm hổm xuống, vỗ một cái mặt hắn, cười lạnh nói ta không thích thất vọng, người tự thu xếp ổn thỏa. Không thấy được người này, Hoa Hạ võ đạo giới thứ nhất đao từ trên mình ngươi rơi xuống. Thành phố Bắc Kinh, một nơi yên lặng tứ hợp viện. Một vị cụ già đang cùng Bách Lý Hùng đánh cờ. Cụ già chau mày, mỗi một bước đều cẩn thận. Bách Lý Hùng xuống một viên hắc tử, mở miệng nói, số 1, Giang Đạo Sơn sự việc, đã để cho một số người có ý kiến khác. Mặc dù những người đó biết chuyện này và Diệp Thần có chút quan hệ, bọn họ không có chứng cớ, cũng không khả năng động Diệp Thần.
Còn nữa, ta mới vừa rồi từ Hoa Hạ Diệp gia trở về, tự mình thấy Diệp Thần bước lên giữa không trung, từ Hồng Kông sau khi trở lại, hắn thực lực tăng trưởng đến mức tận cùng kinh khủng đến nước, ít nhất là tu luyện cảnh chân nguyên cảnh. À, lão nhân xuống liền một viên cờ trắng, trong lòng tựa như bị chấn động mấy phần. Một con cờ lại là vỡ vụn. Nếu như ta nhớ không lầm, hơn một tuần lễ trước, thằng nhóc này vẫn là ly hợp cảnh đi, nhanh như vậy liền bước vào chân nguyên cảnh. Cái này Diệp Thần là ta cuộc đời này đã gặp nhất là yêu nghiệt người à, vấn đề duy nhất, chính là người này quá khó khống chế. Thụ địch quá nhiều, nếu như không phải là hắn có thực lực chống đỡ, người bình thường đã sớm chết rồi trăm ngàn hồi. Cụ già đứng lên, cũng không dự định đánh cờ, hai tay chắp sau lưng, tỉ mỉ cho một đóa hoa tưới nước. Chuyện này, chúng ta còn có thể đè mấy phần, những cái kia có ý kiến khác người lạnh nhạt thờ ơ là được rồi. Còn nữa, ngày mai Hoa Hạ Diệp gia yến hội, ngươi lấy ta danh nghĩa đưa một kiện linh ngọc. Diệp gia ngang trời xuất thế, khối này linh ngọc cùng với ta danh nghĩa đủ để cho những cái kia rình rập người giữ một khoảng cách. Bách Lý Hùng đứng lên, gật đầu một cái, Diệp Thần bây giờ thực lực đặt ở vậy, người võ đạo giới cùng với những gia tộc kia tuyệt đối sẽ cho mặt mũi, phỏng đoán ngày mai sẽ là kinh thành một đại thịnh sự. Cụ già không nói gì, đùa bỡn hoa cỏ, tựa hồ có tâm sự. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam tử đi vào. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử hơi thở khủng bố, nhưng là giờ phút này sắc mặt nhưng cho thấy trước hốt hoảng. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Cụ già nhướng mày một cái, cầm bình nước lên tiếp tục tưới xài, cũng mở miệng nói, ngươi đi theo bên người ta lâu như vậy, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, gặp phải bất kỳ sự việc đều phải bình tĩnh, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử từ phía sau lấy ra một cái máy tính bảng, nhẹ nhàng chợt một cái video hiển lộ mở. Chính là núi Côn Lôn sự tình phát sinh. Chỉ bất quá khoảng cách hơi xa, hẳn là bội số lớn quay phim khoảng cách xa quay phim, có chút mơ hồ. Số 1, đây là núi Côn Lôn truyền tới video, ngay tại nửa giờ trước, một nhóm người từ Côn Lôn hư trong đi ra, không biết lai lịch, nhưng là người tới không tốt. Mấy vị chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên Hoa Hạ võ đạo giới cường giả, toàn bộ bị chém chết, chỉ để lại một người. Cụ già và Bách Lý Hùng nhìn một cái video, sắc mặt đại biến. Côn Lôn Hư và Hoa Hạ từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, coi như vậy đi ra cũng là mấy người, nhưng là lần này nhưng là mấy chục người. Mấu chốt những thứ này người khí tức trên người có một tia sát ý, lại là chém chết người khác. Sợ rằng người tới không tốt. Những người này cuối cùng đi nơi nào? Cụ già mở miệng nói, giọng rất là nghiêm túc. Đám người này vẫn còn ở núi Côn Lôn, nhưng là cái đó người còn sống sót nhưng là đối với Hoa Hạ võ đạo giới phát ra khẩn cấp thông báo. Một tiếng sau đó, Hoa Hạ gia tộc cao cấp và võ đạo tông môn toàn bộ phải đi kinh thành Bắc Hà khách sạn lớn phó hội, nói là quan hệ đến Hoa Hạ võ đạo giới tồn vong. Sắc mặt lão nhân có chút khó khăn xem, buông xuống bình nước, phân phó nói, cái hội nghị này. Người tự mình đi một chuyến, có bất kỳ tin tức trực tiếp liên lạc ta. Nhiều như vậy cường giả từ Côn Lôn Hư đi ra, hơn nữa cái này hội nghị khẩn cấp, Hoa Hạ sợ là xảy ra đại sự à. Bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải đè xuống. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử gật đầu một cái, bước nhanh hướng bên ngoài đi. Bách Lý Hùng vậy không do dự, mở miệng nói, số 1, thiết huyết doanh tùy thời đợi lệnh. Cụ già đi trong phòng cầm lấy một bộ quần áo, phủ thêm, sau đó vội vàng hướng một chiếc cờ đỏ xe nhỏ đi tới, Bách Lý Hùng, những tên kia thiết huyết doanh có thể không ngăn cản được, xem tình huống đi, chân thực không được, cũng chỉ có thể đàm phán. Một tiếng sau đó, kinh thành Bắc Hà khách sạn lớn. Đầu người nhốn nháo, kinh thành phần lớn gia tộc và thế lực đều bị mời tới. Kinh thành Hà gia, Trịnh gia, Liễu gia. Thậm chí còn Bách Lý gia tộc đều bị mời. Chỉ bất quá Bách Lý Hùng không có ra mặt là Bách Lý Băng và mấy cái trọng yếu Bách Lý gia trưởng lão. Đồng thời, tối tăm điện thành tựu Hoa Hạ một trong những thế lực, cũng bị mời. Ra mặt là Lục Lăng Phong. Bởi vì Hoa Hạ Diệp gia còn không có bị võ đạo giới đồng ý, tự nhiên không có được mời. Toàn bộ phòng hội nghị hò hét ầm ĩ. Bàng Dũng và Phan Quốc Hoa ngồi ở vị trí phía trước. Sắc mặt không tốt lắm xem.
hai người chính là lần trước ở lớn hội đường yêu cầu Diệp Thần lấy xuống Long Hồn Tổng Giáo Quan cùng với cấp bậc người. Ngày đó Lôi Thụ Vĩ và Long Hồn Chiến Sĩ đứng ra chống cự, để cho hai người trên mặt không ánh sáng. Vốn muốn cho Diệp Thần bêu xấu, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới bêu xấu nhưng là bọn họ. Bọn họ vốn không muốn tham gia cái hội nghị này. Nhưng là có người nói quan hệ đến Hoa Hạ võ đạo giới sống chết. Chuyện trọng yếu như vậy, lấy hắn hai người chúng ta sau lưng gia tộc uy tín và lực lượng, muốn không đến cũng khó à. Bên tai không ngừng truyền tới các loại thanh âm. Mấu chốt chung quanh phần lớn người đều ở đây trò chuyện một chuyện. Ngày mai, Hoa Hạ Diệp gia yến hội. Chu lão, người nghe nói không, vậy Diệp Thần từ Hồng Kông trở về, lại là rộng phát thư mời, cái này Hoa Hạ Diệp gia thật đúng là bị thằng nhóc kia làm được. Một cái hai tóc mai bạc trắng lão nhân nói. Mấu chốt Hoa Hạ Diệp gia là thằng nhóc kia tự tay chống đỡ à, mặc dù không biết Giang Đạo Sơn bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng là tiểu tử này thần cách sợ là cố định, Hoa Hạ võ đạo giới trên mặt nổi người thứ nhất. Đừng nói trên mặt nổi, Hoa Hạ vụng trộm có bao nhiêu người có thể chống đỡ được thằng nhóc kia. Thằng nhóc này thật mẹ hắn là yêu nghiệt, từ Ninh Ba đến Kinh Thành, cơ hồ là rất miễn cưỡng mở một đường máu đi ra. Nếu là ta tiểu bối có thể như vậy, ta sợ nằm mộng cũng biết cười tỉnh. À, ta nghe nói Giang Đạo Sơn biến mất, chính là thằng nhóc này làm. Thằng nhóc này còn có thể di sơn, cái này mẹ hắn là thần tiên. Loại chuyện này, đã bị toàn phương mặt phong bế, chúng ta đàm luận cũng không được, đúng rồi, ngày mai có đi hay không Diệp ra dự tiệc. Đi à, thằng nhóc kia mặt mũi ai dám không cho. Tự tìm cái chết. Bàng Dũng và Phan Quốc Hoa nghe bên tai các loại đối với Diệp Thần thổi nâng. Sắc mặt đều tối. Phan Quốc Hoa cũng không nhịn được nữa, chợt vỗ bàn một cái, cũng mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người diễn cảm cơ hồ động lại. Bọn họ nhìn một cái Phan Quốc Hoa, cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng. Không lâu lắm, trên sân khấu, một cái ăn mặc áo vải ông già xuất hiện. Cụ già kêu Ngô Phúc Thành. Hoa Hạ Bạch Hạc cửa trưởng môn. Ở Hoa Hạ võ đạo giới coi như có mấy phần mặt mũi, thực lực có thể xếp hạng thê đội thứ nhất. Chính là hắn tổ chức lần này hội nghị khẩn cấp. Lại là luôn miệng nói quan hệ đến Hoa Hạ võ đạo giới sống chết. Ngô Phúc Thành xuất hiện, vội vàng có hàng trước người đứng ra, hiếu kỳ nói, lão Ngô, rốt cuộc phát sinh cái gì, vội vã như vậy đem mọi người tụ tập chung một chỗ. Hát, Ngô Phúc Thành diễn cảm ngưng trọng. Cho người làm một cái ánh mắt tỏ ý. Không lâu lắm, mấy cái tránh tránh phương phương cái hộp mang đi lên. Mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm. Lão Ngô, đây là cái đồ gì? Ngươi trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Nếu không nói, ta có thể đi, mọi người thời gian cũng đều rất quý giá. Ngô Phúc Thành hừ lạnh một tiếng, ngươi như đi, cái kế tiếp diệt môn chính là sau lưng ngươi gia tộc. Thanh âm lạnh như băng, như lôi âm cuồn cuộn. Cái đó nói chuyện người nọ hiển nhiên bị cái này uy hiếp hù dọa, mới vừa muốn nói chuyện, trên sân khấu Ngô Phúc Thành cánh tay ngẩn ra, một cổ cường đại khí lưu cuộn sạch. Vậy từng cái che bầy cái hộp trực tiếp mở ra. Một giây kế tiếp, cả thế giới tựa như đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì trong hộp lại có thể đựng máu trong vắt đầu người. Mấu chốt người này đầu người sau lưng, mỗi một cái thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Hoa Hạ phái Thanh Thành trưởng môn, Hoa Hạ Lê gia gia chủ, Hoa Hạ phách quyền môn môn chủ. Ngô Phúc Thành rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ những người này đều là hắn giết không được? Liền tại tất cả người khiếp sợ và nghi ngờ lúc đó, Ngô Phúc Thành một bước bước ra, khí tức lạnh như băng lan ra. Chuyện này, so tất cả mọi người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chính là một tiếng trước, Côn Lôn hư hơn 10 vị cường giả bước vào núi Côn Lôn. Nghiền ép những cường giả này. Côn Lôn hư ý vị như thế nào, các người hẳn cũng rất rõ ràng. Cao không thể leo tới. Côn Lôn hư đi ra ngoài bất kỳ một người nào, thực lực đủ để nghiền ép hết thảy. Thậm chí nói chúng ta là hèn mọn con kiến hôi cũng không quá đáng. Đám người yên tĩnh. Mỗi một người đều ngừng thở. Ở bọn họ xem ra, nếu như những cường giả này muốn nhằm vào Hoa Hạ võ đạo giới, đó chính là ngày tận thế. Phòng họp Lục Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên biết Côn Lôn hư, chẳng qua là Côn Lôn hư cường giả,
ở giờ phút quan trọng này giết người là ý gì? Hoa Hạ võ đạo giới và Côn Lôn hư vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí Diệp Lăng Thiên nói, gần đây Côn Lôn hư cường giả còn đi tìm một chút thiên phú người. Đáng tiếc có vài người chọc giận điện chủ chém giết. Chẳng lẽ chuyện này và điện chủ có chút liên lạc? Hắn trong lòng lộp bộp một chút, nếu quả thật là như vậy, vậy đối với điện chủ nhưng mà vô cùng là bất lợi à? Dưới đài có người hiếu kỳ nói, Ngô trưởng môn, ngươi ngược lại là đem lời duy nhất nói xong à, ngươi muốn gấp giết chúng ta, Côn Lôn hư người hẳn sẽ không bỗng dưng vô cớ ra tay à. Ngô Phúc Thành tầm mắt nhìn lướt qua mọi người, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đè xuống trong tay kích quang bút. Một giây kế tiếp, một bộ tấm ảnh hoàn toàn hiển lộ. Làm tất cả mọi người thấy trong hình nội dung lúc đó, diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Thằng nhóc này không phải Hoa Hạ võ đạo giới như mặt trời ban trưa Diệp Thần sao? Cái này thời gian thả Diệp Thần tấm ảnh là tại sao? Chẳng lẽ Ngô Phúc Thành muốn tuyên bố Hoa Hạ Diệp gia thành lập sự việc? Liền tại tất cả người muốn như vậy thời điểm, Ngô Phúc Thành thanh âm lạnh như băng vang khắp, chọc giận nhiều như vậy Côn Lôn hư cường giả, chính là người này. Người này chém chết nhiều vị Côn Lôn hư cường giả, những người đó đã xuống thông điệp, nếu như thời gian 2 ngày, Hoa Hạ võ đạo giới không giao ra người này, vậy Côn Lôn hư tức giận để cho chúng ta chịu đựng. Đám này Côn Lôn hư cường giả muốn giết sạch Hoa Hạ tất cả tông môn. Các người nói, chuyện này là không phải quan hệ đến sinh tử tồn vong. Hoặc là hắn chết, hoặc là mọi người chúng ta chôn theo. Toàn bộ phòng họp không ngừng quanh quẩn Ngô Phúc Thành nói tiếng nói, mọi người diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Một cổ lạnh như băng ý leo lên toàn thân. Rất nhanh, cái này lau sợ hãi, đổi là tức giận. Tại sao Diệp Thần sự việc? Muốn bọn họ Hoa Hạ võ đạo giới trả tiền. Dưới đài Bách Lý Băng và Lục Lăng Phong diễn cảm hoàn toàn động lại. Ai có thể nghĩ tới chuyện này thật cùng Diệp Thần có liên quan. Bọn họ tự nhiên nhìn ra đám này Côn Lôn hư cường giả phải làm gì. Mượn đao giết người. Mượn toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đao à. Phòng họp lên, tức giận ý ngưng tụ tới cực điểm. Ngay tại lúc này, Phan Quốc Hoa đứng lên, mãnh vỗ bàn. Tức giận nói, cái này Diệp Thần trong mắt không người, cuồng ngông cực kỳ. Mặc dù không biết hắn là như thế nào chém chết Côn Lôn hư cường giả, nhưng là người này sát tâm rất nặng, hết thảy cũng có thể. Ta nghe nói người này rình rập Côn Lôn hư cường giả bảo bối, vận dụng hạng thấp kém thủ đoạn giết người diệt khẩu. Loại người này nhất định chính là Hoa Hạ võ đạo giới thứ bại hoại. Mấu chốt, lỗi của hắn lầm, tại sao phải mọi người chúng ta là hắn trả tiền? Con mẹ nó, thằng nhóc này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là hắn có thể đối kháng toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới sao? Ta đề nghị, bắt lại Diệp Thần, để cho Diệp Thần đền mạng. Phan Quốc Hoa nói hoàn toàn đốt tất cả mọi người. Tại chỗ ai không sợ chết, Diệp Thần và Côn Lôn hư trong cường giả nếu như nhất định phải lựa chọn. Bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn Côn Lôn hư cường giả. Bắt lại Diệp Thần. Bắt lại Diệp Thần. Toàn bộ phòng họp tiếng người ồn ào. Lần này sự việc quá lớn. Liên quan đến Côn Lôn hư, càng liên quan đến cái đó ngang trời xuất thế yêu nghiệt. Bất kể như thế nào, Diệp Thần đều không thể lưu. Ngô Phúc Thành nhìn một cái Phan Quốc Hoa, một bước bước ra, người này ngày mai muốn thành lập Diệp gia, chúng ta có thể không chờ được lâu như vậy. Tất cả mọi người lập tức lên đường, bỏ mặc chính xác hay không, nhất định phải bắt lại thằng nhóc kia. Xấu nhất dự định, cũng phải chém chết người này, như vậy mới có thể lắng xuống Côn Lôn hư cường giả tức giận. Như vậy chúng ta mới có thể tự cứu. Được, bây giờ chúng ta đi ngay Hoa Hạ Diệp gia, không tiếc bất cứ giá nào bắt lại Diệp Thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đứng lên. Lục Lăng Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng từ túi cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Diệp Thần, nhưng là điện thoại mới vừa lấy ra. Một đạo hàn quang lóe lên, điện thoại di động trực tiếp thành là hai nửa. Đồng thời, một cái ăn mặc đạo bào ông già đã đứng ở Lục Lăng Phong một bên, lạnh lùng nói, bây giờ mật báo tin tức cũng không tốt, nếu như Diệp Thần không thấy, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Lục Lăng Phong diễn cảm cực kỳ nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta liền tự do cũng không có. Đúng, bắt lại người này và Diệp Thần có quan hệ, tối tăm điện là Diệp Thần thế lực.
Dứt lời, vô số đạo hơi thở hướng Lục Lăng Phong vào tới. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Diệp gia. Diệp thần vậy đem Hạ Nhược Tuyết, Chu Nhã, Tôn Di các người nhận lấy. Diệp gia gian phòng đủ nhiều, hơn nữa Diệp thần đem tối tăm điện tinh nhuệ cũng điều tới. Đủ để ứng đối một ít đột phát chuyện kiện. Trọng yếu nhất chính là, Diệp gia có trận pháp bảo vệ. Diệp thần và chúng nữ trò chuyện một ít, còn không có trò chuyện mấy câu, liền nghe được Trần Thiên Lê thúc giục. Trần Thiên Lê từ Côn Lôn Hư sau khi trở về, còn dư lại thời gian không nhiều lắm, Diệp thần bây giờ phải làm chính là không ngừng hấp thu kiếm đạo của hắn truyền thừa. Có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít. Thực lực cường đại so với cái gì đều trọng yếu. Diệp thần cũng biết chuyện nghiêm trọng, dặn dò mấy câu, lần nữa tiến vào phòng tu luyện. Tiếp nhận Trần Thiên Lê kiếm pháp. Kiếm pháp là nói, vạn kiếm quy nhất, kiếm đạo vi tôn, chém chết thiên hạ. Giang nữ dung mang mấy cái cô gái ở Diệp gia chung quanh vòng vo một vòng, nói thật những cô gái này bỏ mặc tính cách vẫn là dung mạo, nàng cũng rất hài lòng. Dĩ nhiên, vẫn là phải xem Diệp thần lựa chọn. Không lâu lắm, nàng nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Giang Kiếm Phong đánh tới. Nhị ca, thế nào? Giang Kiếm Phong giọng nói vô cùng hắn dồn dập, bội dung, ngươi và Diệp thần bây giờ ở đâu? Ở Diệp gia. Đúng nha, nhị ca, ta vừa định nói với ngươi đây, ngày mai. Giang nữ dung lời còn chưa nói hết, Giang Kiếm Phong liền cắt đứt, bội dung, Diệp thần đâu, để cho hắn nghe điện thoại. Thần nhi đang bế quan, phát sinh cái gì? Giang nữ dung phát giác không đúng. Ở Diệp gia, kia cũng không nên đi, ta và đại ca lập tức chạy tới, còn nữa, lập tức kêu Diệp thần xuất quan. Xảy ra chuyện lớn. Giang nữ dung mới vừa muốn hỏi cái gì, một đạo kinh thiên vang lớn truyền tới. Một giây kế tiếp, Giang nữ dung và Hạ Nhược Tuyết các nàng cũng thấy được Diệp gia bầu trời xuất hiện một đạo bình phong che chở, mà bình phong che chở lên xuất hiện một đạo sóng gợn. Có người ở cưỡng ép phá vỡ Diệp gia trận pháp. Hạ Nhược Tuyết cảm giác được không đúng, đi tới nóc nhà trên, ngay tức thì thấy Diệp gia ngoài cửa hội tụ mấy trăm người. Mà những người này đang dùng kiếm cưỡng ép phá vỡ Diệp gia trận pháp. Cái này, Hạ Nhược Tuyết đi tới Giang nữ dung bên người, bá mẫu, tại sao những người này lại đột nhiên nhằm vào Diệp gia? Giang nữ dung lắc đầu một cái, nhìn một cái phòng tu luyện phương hướng, mới vừa rồi ta nhận được điện thoại, bây giờ, cũng không ai có thể rời đi Diệp gia nửa bước. Còn nữa, ngươi đi gọi thần nhi. Được. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, bước chân ngưng tụ chân khí, như gió vậy hướng phòng tu luyện lao đi. Mà Giang nữ dung suy tính mấy giây, vẫn là hướng cửa đi về phía. Thần nhi nói qua Diệp gia trận pháp mạnh mẽ, những người này thời gian ngắn muốn phá vỡ trận pháp căn bản không có thể. Huống chi cửa Diệp gia tử đang trông nom tối tăm điện cường giả, hẳn có thể chống cự mấy phần. Diệp gia nơi cửa chính. Làm Giang nữ dung lúc xuất hiện, vô số đạo ánh mắt bắn tới đây. Ngô Phúc Thành hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết Giang nữ dung thân phận, nói thẳng, thúi kỹ nữ tử, người nhi tử Diệp thần đâu. Giang nữ dung nhướng mày một cái, mở miệng nói, các người rốt cuộc là người nào, tại sao phải tới Diệp gia gây chuyện. Phan Quốc Hoa đứng dậy, Giang nữ dung, gây chuyện. Hừ, rốt cuộc ai gây chuyện. Ngày hôm nay Diệp thần phải đi ra, nếu không, chúng ta đạp bằng toàn bộ Diệp gia. Dứt lời, Phan Quốc Hoa một trưởng hướng Diệp gia trận pháp đi. Nhất thời, cường đại đợt khí cuộn sạch, Phan Quốc Hoa cảm giác được khí huyết dâng trào. Thậm chí đổ lui lại mấy bước. Đây là cái gì trận pháp? Mặt hắn bàng kinh hãi mấy phần. Tất cả mọi người ngưng tụ lực tính, cùng nhau đánh vào trận pháp này trên. Dứt lời. Trăm người lực đồng loạt bùng nổ. Nhất thời Diệp gia bầu trời mưa gió cuộn sạch, một cổ lực lượng vô hình đang điên cuồng chấn động. Tất cả lực lượng tựa như ngưng tụ thành một thanh kiếm, nặng nề đập vào trận pháp trên. Bành! Mơ hồ bây giờ, trận pháp sinh ra một tia vết nứt. Phan Quốc Hoa mừng rỡ, vội vàng nói, tiếp tục. Vết nứt đã xuất, trận này muốn phá. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Vậy vốn là ngưng tụ thành vết nứt lại có thể biến mất. Trận pháp có phục hồi như cũ. Làm sao có thể? Biểu tình của tất cả mọi người có chút khó khăn xem. Bọn họ không hiểu trận pháp, nhưng là Diệp gia không phải Minh Minh mới vừa thành lập sao?
Tại sao có thể có loại này mạnh mẽ trận pháp? Chẳng lẽ Diệp gia còn biết trận pháp sư? Ngay tại đám người nghi ngờ lúc đó, hai đạo thân ảnh từ Diệp gia chỗ sâu đi ra. Chính là Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết. Trận này có Diệp Thần một giọt máu tươi, hắn tự nhiên thời gian đầu tiên cảm giác được bên ngoài tình huống. Mặc dù không biết là tại sao, nhưng là nếu đám người này xông lên Diệp gia, chính xác không phải là chuyện tốt. Không lâu lắm, Diệp Thần liền đứng ở mặt của mọi người trước, thần sắc lạnh như băng, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Phúc Thành. Mới vừa rồi hẳn là ngươi đang vũ nhục ta mẫu thân đi. Hắn thanh âm rất lạnh, lạnh tới xương tủy. Ngô Phúc Thành dùng mình một cái, lui về phía sau mấy bước, thấy sau lưng mấy trăm người, hắn tới sức. Diệp Thần, ngươi có thể giết Côn Lôn hư người. Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh, cười một tiếng, giết thì đã có sao. Ngô Phúc Thành diễn cảm dữ tợn, Diệp Thần, ngươi bây giờ còn không biết sống chết. Vẫn còn có tâm tình cười. Côn Lôn hư người đến, ngươi lại theo chúng ta đi một chuyến, nếu như cự tuyệt, vậy thì không thể do ngươi cửa. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là chẳng lẽ ngươi có thể chém chết nhiều người như vậy? Ngô Phúc Thành tựa như nắm chắc phần thắng. Diệp Thần biết Côn Lôn hư sẽ đến người, chẳng lẽ là Lạc Kiếm Tông người? Vẫn là Huyết Minh. Đám người này nhanh như vậy. Hắn hướng nhảy tới một bước, trực tiếp rời đi Diệp gia trận pháp. Những cái kia hoa hạ võ đạo giới cường giả thấy vậy rối rít lui về sau một bước. Ta bỏ mặc chuyện gì xảy ra, người mới vừa rồi làm nhục ta mẫu thân, người muốn tự mình động thủ, vẫn là ta động thủ. Diệp Thần thanh âm rét lạnh hết sức. Ngô Phúc Thành ngẩn ra, đối với sau lưng tất cả mọi người nói, người này nhất định sẽ không theo chúng ta đi núi Côn Lôn, mọi người cùng nhau động thủ bắt lại. Mọi người lực, còn không tin không bắt được thằng nhóc này. Dứt lời, Ngô Phúc Thành và bảy vị cường giả ngay tức thì xông về Diệp Thần, tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người quanh thân khí thế bùng nổ, như mãnh hổ xuống núi, quanh thân bùng nổ trình độ cao nhất ánh sáng. Gió lớn gào thét, chung quanh tiếng kinh hô một mảnh, vô số ánh mắt tụ tập tới. Ngô Phúc Thành trên mặt cười gằn đang không ngừng lan truyền. Hắn ra tay một cái liền vận dụng thành danh kỹ thuật đánh nhau, ra tay bây giờ, thế như mãnh hổ. Quanh thân xương cốt, phát ra mãnh hổ thét dài chi âm. Cái này một bộ võ, khá là mạnh mẽ, hiển nhiên đã bị Ngô Phúc Thành tu luyện đến lô hỏa thuần thanh đến nước. Trong chốc lát, quyền gió nổ tung, bên tai không dứt. Vậy như sấm quyền gió chính giữa, vén lên trận trận gió lớn. Quyền ảnh đầy trời, khí thế bừng bừng. Nhìn trước mắt một màn, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Không biết sống chết. Dưới chân Thương Long Huyễn Thân Quyết bước ra, Diệp Thần thân hình lóe lên. Mỗi một bước đều tựa như dậm ở tiết điểm trên, mỗi bước ra một bước, Diệp Thần thân hình cũng như âm hồn quỷ dị lóe lên. Đồng thời, Diệp Thần đi tới cửa Diệp ra một cây cây hoè trên. Năm ngón tay lộ ra, trong tay xuất hiện mấy lá cây. Oanh! Ý định giết người bắn ra. Phốc suy! Tốc độ quá nhanh, sắp đến Ngô Phúc Thành không có phục hồi tinh thần lại. Một hồi xuyên thấu tiếng đã bung ra. Thời gian định cách. Giờ khắc này, thế giới yên tĩnh. Ngô Phúc Thành thân hình đột nhiên run rẩy, hắn không thể tin cúi đầu, nhìn không có vào đến mình trong lồng ngực vậy một lá cây. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối à? Nhưng mà, bây giờ mình sinh mạng làm sao đang điên cuồng trôi qua? Quanh người hắn khí lực dần dần tản đi, tim đập tựa hồ bắt đầu dừng lại. Ngô Phúc Thành vô lực thõng xuống hai tay, hoảng sợ trong lòng không cách nào che giấu. Mình lại có thể chết ở một mảnh bình thường lá cây trên. Cục diện làm sao lại đột nhiên thay đổi à? Hắn không cam lòng à? Vốn định bẻ gãy đầu lâu ngươi, nhưng là ta không hy vọng Diệp gia dính máu tươi, thật không hy vọng. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, cổ tay run một cái, mấy lá cây lần nữa bắn ra. Vậy động thủ mấy người đồng loạt ngực xuất hiện một cái dữ tợn vết thương. Không có chảy máu, nhưng lại toàn bộ ngã trên đất. Lấy lá giết tông sư. Mấu chốt còn con mẹ nó mấy giây liền giết bảy vị hoa hạ võ đạo giới cao cấp cường giả. Cái này Diệp Thần thực lực lại khủng bố đến nước này. Hát, một màn này, hoàn toàn rung động tất cả mọi người.
Tại chỗ võ đạo giới cao thủ đều biết Diệp Thần rất mạnh, nếu không ban đầu ở trên đài võ đạo Lâm Tuyệt Long cũng không biết bại. Lâm gia cũng không biết diệt. Vốn cho là võ đạo giới tất cả mọi người bức vua thoái vị. Diệp Thần tất nhiên không có lựa chọn, lại không nghĩ rằng, thằng nhóc này lại trực tiếp lấy lá giết người. Thủ đoạn này, sợ là Hoa Hạ người bảo vệ vậy không nhất định làm đến đi. Nhất là mới vừa nói hung nhất nhóm người kia, thân hình tựa như ngừng lại tại chỗ. Mỗi một người thần sắc, cũng không có so khó khăn xem, tựa như ăn con ruồi vậy. Lại đánh bại, lấy loại sỉ nhục này phương thức đánh bại. Ai còn muốn lên trước, cây này lá cây quá nhiều, vừa vặn tu bổ mấy phần. Diệp Thần trong tay lại nhiều hơn mấy lá cây. Màu xanh biếc vào giờ khắc này phảng phất là giống máu đỏ vậy. Giống như trong phim truyền hình đoạt mệnh phi tiêu như nhau. Tất cả mọi người lại là theo bản năng lui về phía sau ba bước, cùng Diệp Thần giữ đầy đủ khoảng cách. Ngay tại lúc này một cái trung niên nam tử đứng dậy, Diệp Thần, người thật muốn hại chết toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới mới cam tâm sao? Đầu tiên là Côn Lôn hư cường giả, bây giờ lại giết mấy vị môn phái trưởng môn. Hoa Hạ võ đạo giới trăm ngàn năm thiết lập cơ nghiệp, chẳng lẽ muốn bị ngươi hủy trong chốc lát? Ngươi dựa vào mình thực lực chẳng lẽ muốn là tùy ý là? Trung niên nam tử cơ hồ nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Diệp Thần thưởng thức bắt tay ở giữa lá cây, nhàn nhạt nói, chân thực ngại quá, có thực lực, thật có thể là tùy ý là. Các người quá ồn, ta tu luyện đều bị các người phá hư, nếu như không đi nữa, tất cả mọi người đều đem mệnh ở lại đây đi. Uy hiếp trắng trợn, nhưng là Diệp Thần quả thật có cái này tư cách. Ha ha ha, nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi tiếng cười lớn nhưng là đột nhiên từ trong đám người truyền tới. Nhiều người mắt thường có thể thấy được, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tiếng cười kia, vậy xuất hiện bóng người, để cho không ít người con ngươi mơ hồ co rúm lại một chút. Độc Cô trưởng lão, nhìn đảo mắt chính là đã xuất hiện ở bên trong sân vậy một đạo thân ảnh, mọi người liền vội vàng hành lễ. Thanh danh hiển hách Độc Cô trưởng lão vẫn luôn ẩn núp hậu thế. Cũng là Hoa Hạ võ đạo giới số lượng không nhiều đi qua Côn Lôn hư tồn tại. Chẳng ai nghĩ tới, lúc này, vô cùng tôn quý Độc Cô hội trưởng lão xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ hắn cũng là vì chém chết Diệp Thần tới? Độc Cô trưởng lão đi tới Diệp Thần trước mặt, có nhiều thú vị nhìn lướt qua Diệp Thần, chợt, nói, ta sớm liền nghe thấy Hoa Hạ võ đạo giới xuất hiện một cái cuồng ngông hạng người, thực lực kiên quyết. Vốn cho là chẳng qua là ba người thành hổ mà thôi, bây giờ nhìn lại là thật. Diệp Thần, người thật cho là người thực lực có thể nắm trong tay hết thảy. Người mặc dù đứng ở Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh cấp, nhưng là người có thể biết cái này đỉnh cấp ở Côn Lôn hư nhưng là tầng dưới chót. Người còn trẻ, tâm tính cần rèn luyện, cuồng ngông đối với người không có lợi. Ta đã để cho người chuyển cáo số 1 và Hoa Hạ người bảo vệ, người hành vi phá hư quy củ, bất kể như thế nào, hôm nay người đều phải là người hành vi trả tiền. Diệp Thần trong mắt lạnh lùng. Nhìn lướt qua đối phương, hư lạnh nói, ngươi lại là thứ gì, ta cần ngươi ở nơi này chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người tựa như thay đổi. Diệp Thần lại có thể liền Độc Cô trưởng lão cũng không coi vào đâu. Cái này sợ là điên rồi sao? Độc Cô trưởng lão lại là bước ngang qua Hoa Hạ võ đạo giới và Côn Lôn hư tồn tại à? Thực lực kiên quyết, nếu như không phải là Hoa Hạ ở cần nhất hắn thời điểm. Một phong thư để cho hắn trở về, hắn hôm nay ở Côn Lôn hư địa vị tuyệt đối văn hoa. Liền liền số 1 và Bách Lý Hùng đều phải cho cái cụ già này một ít mặt mũi. Phan Quốc Hoa từ trong đám người đứng dậy, Diệp Thần, sáng mai chính là ngươi Diệp gia yến hội, ngươi cảm thấy dựa theo trước mắt tình thế, ai sẽ đến tham gia. Bây giờ, ngươi là Hoa Hạ võ đạo giới tội nhân, nếu như chính ngươi không chủ động hướng đi những cái kia Côn Lôn hư cường giả thừa nhận sai lầm. Sau đó quỳ xuống nói xin lỗi, vậy ngươi phải đối mặt có thể là cả Hoa Hạ võ đạo giới. Ngươi thật muốn trở thành là Hoa Hạ võ đạo giới công địch. Trước khi chết cũng muốn làm Hoa Hạ võ đạo giới tội nhân thiên cổ. Như vậy lời nói, trực tiếp xúi dục liền người phía sau. Đám người đồng loạt mở miệng, chân khí ngưng tụ. Tội nhân thiên cổ. Thời khắc này Diệp Thần chính là thiên phu sở chỉ. Giang nữ dung thấy vậy. Bản muốn rời đi trận pháp kết giới,
đi là Diệp Thần nói chuyện, nhưng phát hiện kết giới đã phong tỏa. Rất hiển nhiên, Diệp Thần muốn một người giải quyết. Nghe được lời này, Diệp Thần chú ý tới Phan Quốc Hoa. Con người có vẻ tức giận. Hôm đó để cho hắn ngay trước mặt của mọi người lấy xuống cấp bậc và long hồn tổng giáo quan, chính là cái này người đàn ông. Mà bây giờ, người này người đàn ông nhưng là đứng ra không giữ lại chút nào chỉ trích mình. Chẳng lẽ thật muốn hắn biến mất ở Hoa Hạ mới chịu bỏ qua? Tội nhân thiên cổ. Thật là lớn một cái mũ đội. Hắn Diệp Thần làm sự việc tự nhiên sẽ thừa nhận, Côn Lôn hư cường giả hắn cũng dám đối mặt. Nhưng là đám người này như vậy hành vi, nhưng làm cho hắn rất khó chịu. Diệp Thần con người hiện lên lạnh, gần từng chữ các người hẳn không làm rõ ràng một chuyện. Ngày mai yến hội, ta không cần người bất kỳ tới ta Diệp gia, chỉ muốn xem dạy ta Diệp Thần tự nhiên hoan nghênh. Nếu mọi người đều ở đây, ta vừa vặn nói một chuyện, Hoa Hạ Diệp gia không cần và bất kỳ gia tộc nào thành lập đồng minh quan hệ. Càng không cần mọi người cổ động, là bằng hữu ta bảo vệ, là địch, ta chém chết, đây cũng là ta Diệp gia nguyên tắc. Phan Quốc Hoa nhìn một cái Độc Cô trưởng lão, đối với Diệp Thần cười lạnh nói, còn bằng hữu. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, ai dám làm ngươi Diệp Thần đồng minh? Ngươi có thể hay không thấy mặt trời ngày mai đều là một cái ẩn số. Phan Quốc Hoa những lời này, cơ hồ là tất cả mọi người tiếng lòng. Ở bọn họ xem ra, Diệp gia cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là lấy Diệp Thần tính cách, chỉ có thể một người lặng lẽ thủ. Ngay tại lúc này, ba đạo thân ảnh cấp tốc vọt tới. Chính là Hoa Hạ Giang gia, Giang lão gia tử, Giang Vấn Thiên, cùng với Giang Kiếm Phong. Giang lão gia tử đi tới Phan Quốc Hoa trước mặt, lạnh nhạt nhìn lướt qua, mở miệng nói, ta Giang gia chính là Hoa Hạ Diệp gia đồng minh. Như thế nào, hôm nay ai dám động Diệp gia, giết không tha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Tại chỗ phần lớn đều biết Giang lão gia tử tính cách. Ngoan cố, điên cuồng, đối với Giang nữ dung một nhà cực kỳ khinh thường. Nhưng mà giờ phút này vậy là cái gì tình huống? Bên trong trận pháp Giang nữ dung thấy một màn này, quả đấm gắt gao cầm chặt. Phụ thân vì Diệp gia, thậm chí liền thương thế đều không chú ý, trực tiếp tới. Đại ca, nhị ca cũng là như vậy. Giang gia nguyện ý cùng Diệp gia đối kháng toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Phan Quốc Hoa diễn cảm có chút không đúng, Giang gia đứng đội không thể nghi ngờ là hung hãn đánh mặt hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang lão gia tử, gần từng chữ, Giang lão gia tử, ngươi thật phải đem Giang gia kéo xuống nước. Ta nói cho ngươi, Diệp Thần lần này đắc tội là mấy chục Côn Lôn hư cường giả. Nếu như bọn họ trong vòng 2 ngày không có được Diệp Thần, cần thiết đại khai sát giới. Đến lúc đó ngươi Giang gia khó thoát khỏi cái chết, ngươi đây là đang chôn đưa Giang gia hết thảy. Giang lão gia tử chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Hắn thanh âm lạnh như băng vang khắp, như lôi âm cuồn cuộn. Thứ nhất, Bội Dung là con gái ta, Diệp Thần là cháu ta, ta thành tựu trưởng bối, ắt phải lấy sinh mạng bảo vệ. Ta hồ đồ 20 năm, ta không muốn lại tiếp tục hồ đồ đi xuống. Các người như phải dẫn đi Diệp Thần, hỏi trước một chút ta trong tay thanh kiếm này có đồng ý hay không. Thứ hai, Côn Lôn hư người tùy tiện một câu nói, thì phải các người mang đi Diệp Thần. Ta Hoa Hạ võ đạo giới đều là thiết cốt leng keng hạng người, vì sao sợ hãi như vậy Côn Lôn hư người? Câu nói đầu tiên đủ để cho toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới thành là Côn Lôn hư giết người công cụ. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể cùng nhau chống cự người Côn Lôn hư? Độc Cô trưởng lão lắc đầu một cái, cũng là lên tiếng, Côn Lôn hư mặc dù ở Hoa Hạ nội bộ, nhưng là ở đâu linh khí và tài nguyên cùng Hoa Hạ chênh lệch quá lớn, chúng ta như thế nào chống cự? Hoa Hạ võ đạo giới chỉ có thể thuận theo. Bọn họ muốn Diệp Thần, chúng ta cũng chỉ có thể giao ra Diệp Thần. Huống chi, Diệp Thần cùng nhau đi tới, phá hư quá nhiều quy củ, hắn không chết, chính là Hoa Hạ võ đạo giới ác mộng. Giang gia ngươi như ngăn trở, diệt chính là, chúng ta mấy trăm vị cường giả một kích, chẳng lẽ các người mấy người còn muốn chống cự? Độc Cô trưởng lão một câu nói, rầm rầm, tất cả nhân viên trong cũng sử dụng vũ khí. Sát cơ lạnh như băng lan tràn. Vừa lúc đó, 9 đạo thân ảnh tựa như đạp không tới. Đứng ở những cái kia bức vua thoái vị Hoa Hạ võ đạo giới cường giả trước mặt. Thấy trước mặt mấy người,
những cái kia hoa hạ người võ đạo giới tựa như ăn thuốc an thần. Hoa hạ người bảo vệ. Người bảo vệ rốt cuộc chịu đi ra. Bọn họ vậy không nhìn nổi. Phan Quốc Hoa vội vàng hướng cầm đầu bao bồi dân đi tới, chắp tay, nghiêm túc nói, bao tiền bối, ngài có thể tới, thật là quá tốt. Diệp Thần chọc giận Côn Lôn hư thế lực, nếu như chúng ta không giao ra Diệp Thần, hoa hạ võ đạo giới thì phải tiêu diệt. Xin người bảo vệ những người lớn, bắt lại Diệp Thần, cứu hoa hạ tại nước lửa bên trong. Còn dư lại những cái kia võ đạo giới cường giả cũng là mở miệng nói. Hoa hạ người bảo vệ cơ hồ là hoa hạ thiên, bọn họ thực lực cường đại, lần này tới lại là nhiều người như vậy. Đủ để nghiền ép Diệp Thần. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần ban đầu dùng bí thuật từng giết một vị hoa hạ người bảo vệ à. Đây chính là tử thù à. Hoa hạ người bảo vệ cũng là người, tất nhiên sẽ có dùng việc công để báo thù riêng tâm. Độc Cô trưởng lão tự nhiên biết những thứ này hoa hạ người bảo vệ, chẳng biết tại sao không thấy Tôn lão, nhưng là đã không trọng yếu. Hắn đi tới bao bồi dân bên người, nhàn nhạt nói, lão bao, chúng ta cấp bậc này tồn tại, vốn không nên nhúng tay tiểu bối sự việc, nhưng là cái này Diệp Thần quả thật quá mức, bất kể như thế nào đều không thể lưu. Nếu như các người ra tay, ta cũng sẽ xuất thủ, hôm nay thế tất yếu trấn áp Diệp Thần, nếu không chúng ta khó mà an ninh. Mang Diệp Thần đầu lâu, chúng ta bây giờ đêm cùng đi gặp những cái kia người Côn Lôn hư, nói không chừng những đại nhân kia mở một cái lòng, còn biết cho chúng ta một ít cơ duyên. Đây chính là thiên đại cơ hội à. Bao bồi dân nhìn một cái Độc Cô trưởng lão cùng với tất cả mọi người, diễn cảm lãnh đạm. Đây cũng là nhân tính liệt căn. Đám người này nhìn như vì hoa hạ võ đạo giới sinh tử tồn vong, thực thì chính là vì mình. Bọn họ chỉ bất quá muốn dùng Diệp Thần mệnh đổi một cái cơ duyên mà thôi. Buồn cười. Độc Cô trưởng lão và Phan Quốc Hoa hiển nhiên không ngờ tới bao bồi dân sẽ là loại thái độ này, mới vừa muốn nói cái gì, bao bồi dân liền dẫn còn dư lại mấy người đồng loạt hướng Diệp Thần đi tới. Làm đi tới Diệp Thần trước mặt, tất cả mọi người đồng loạt khom người, cung kính nói, Diệp tiên sinh. Cái gì? Câu này Diệp tiên sinh tựa như sấm sét giữa trời quang. Lời nói không lớn, nhưng là nhưng đủ để cho những lời này rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Càng làm cho người kinh ngạc là, giờ khắc này, bao bồi dân và còn dư lại hoa hạ người bảo vệ trên mặt mang vẻ nịnh hót nụ cười, tựa như ở lấy lòng Diệp Thần. Ngược lại, những người này nhìn bọn họ ánh mắt nhưng là một hồi lạnh như băng. Oanh! Cái này ba chữ, như sấm, tại chỗ bên trong nổ tung. Không khỏi phải nhường không ít người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đứng ở bao bồi dân sau lưng Độc Cô trưởng lão, lại là cao mày, sắc mặt kinh hãi. Đám này hoa hạ người bảo vệ đang làm cái gì? Diệp tiên sinh, chẳng lẽ đám người này là tới đảm bảo Diệp Thần? Đến nỗi vậy, Độc Cô trưởng lão có thể rõ ràng nghe được sau lưng tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người điên, hắn cũng không nhịn được nữa. Đứng dậy, chỉ bao bồi dân nói, bao bồi dân, ngươi là ý gì? Nhớ các ngươi thân phận, các ngươi nhưng mà hoa hạ người bảo vệ. Các ngươi phải không chùn bước đứng ở muôn vàn người hoa bên này. Bao bồi dân hừ lạnh một tiếng, hắn mang hoa hạ người bảo vệ tới đây. Chính là vì bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần sống chết quan hệ đến toàn bộ hoa hạ. Thậm chí những cái kia Côn Lôn hư cường giả lại coi là cái gì. Diệp Thần sau lưng đại năng nhưng mà tiên tôn cấp bậc. Một tay bây giờ liền có thể trấn áp một cái tông môn tồn tại. Ngự kiếm phi tiên, Côn Lôn hư có nhiều ít cường giả loại này. Ngày đó hình ảnh, đã sớm thành làm cho này chút người bảo vệ trong trí nhớ không thể xóa nhòa tồn tại. Độc Cô trưởng lão, hoa hạ người bảo vệ sự việc, người không có quyền can thiệp, các người hôm nay như muốn động Diệp tiên sinh, trước hết từ chúng ta trên thân thể bước qua đi. Lời này vừa nói ra, Độc Cô trưởng lão có chút không xuống đài được. Nếu như Giang gia xuất hiện, chẳng qua là một đạo rung động, như vậy chút hoa hạ người bảo vệ chính là sóng lớn. Hoàn toàn khuấy loạn toàn bộ cục. Hừ, mặc dù không biết ngươi tại sao phải đảm bảo cái này Diệp Thần, nếu ngươi là loại thái độ này, vậy thì xin lỗi. Nói chuyện bây giờ, Độc Cô trưởng lão vậy không chần chờ nữa, khí thế cường đại. Ùn ùn kéo đến hướng bao bồi dân bao phủ đi. Nếu việc đã đến nước này, liền không cần khách khí.
Nếu đi tới nơi đây, bọn họ muốn làm gì, mọi người cũng trong lòng biết bụng minh. Theo cái này một cổ khí thế bao phủ tới, tiếp liền mà đến, lại là đếm cổ vô cùng kinh khủng hơi thở phóng lên cao. Gió lớn cuộn sạch, lá rơi phân bay, ở giữa thiên địa, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Bót bót bót, ở đó gió lớn chính giữa, bao bồi dân quanh thân trường bào múa, tóc trắng phiêu vũ, hắn thân hình nhưng là chưa từng nhúc nhích phân nửa. Bao bồi dân cười lạnh một tiếng, gấp như vậy muốn xé rách mặt mũi. Độc cô trưởng lão, xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi, tất cả mọi người cùng lên đi. Bao bồi dân hướng những người còn lại nhóm nhìn. Độc cô trưởng lão trong mắt lạnh như băng, bao bồi dân, nếu như tôn lão tới, ta có lẽ còn biết cho mấy phần mặt mũi, nhưng là ngươi, căn bản không đủ cách. Ta ở Côn Lôn hư trải qua lúc luyện, ngươi không biết vẫn còn ở cái góc nào đâu. Ha ha ha, đã như vậy, liền không cần nói thêm cái gì. Hôm nay các người tới mục đích, mọi người chú ý biết bụng minh, cần gì phải như vậy bày ra một bộ quân tử hình dáng. Muốn động thủ, liền động thủ. Nếu đã tới, ta bao bồi dân có thể để cho các người thối lui. Ta cần gì phải để cho các người thối lui. Bao bồi dân diễn cảm nhất thời âm trầm xuống. Một cổ càng cường đại hơn khí thế, từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Mưa gió cuốn lên, giờ khắc này, bao bồi dân một phen, bỗng nhiên bây giờ bùng nổ hơi thở, làm cho cả thời không tựa như dừng hình ảnh lại. Hát, oanh, trên bầu trời, huyền sấm nổ tung, mưa gió sắp tới. Oanh, bầu trời sấm phá vỡ thương khung, bao bồi dân mà nói, lại là ở nơi này sấm dưới, xông vào đến mỗi một người trong đầu, để cho tất cả mọi người sắc mặt không khỏi được đột nhiên đại biến. Bao bồi dân nói gì? Hắn hôm nay không muốn để cho người ở chỗ này rời đi. Không biết là ai, sững sốt một chút sau đó, hung hãn đổ hít một hơi khí lạnh. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, bao bồi dân, người lấy là người thật là vô địch. Cuồng ngông. Hừ, bao bồi dân, hôm nay chúng ta cũng muốn xem, người như thế nào đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Bao bồi dân, người đây là thật muốn cùng toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới là địch à? Chỉ chốc lát sau, tiếng hét phẫn nộ này thay nhau vang lên. Bao bồi dân mà nói, thật là chọc giận mỗi một người tại chỗ. Tại chỗ không dám nói mỗi một người đều là Hoa Hạ võ đạo giới cường giả đứng đầu, nhưng là, nơi này cường giả tuyệt đối đủ để trấn nhiếp hết thảy. Thậm chí âm thầm còn có mấy đạo lực lượng đang tra xem. Bao bồi dân ở tình huống như vậy hạ, đánh cuộc toàn bộ Hoa Hạ người bảo vệ, còn miệng ra cuồng ngôn. Không phải điên rồi vậy là cái gì? Bao bồi dân, ngươi thực lực là rất cường đại. Ban đầu, mấy người chúng ta thế lực cho ngươi mặt mũi, ngươi lấy là chúng ta là sợ ngươi. Độc cô trưởng lão sắc mặt âm trầm hỏi. Nói nhảm cái gì, ngươi và chỗ tối mấy vị kia đi tới nơi này, không phải là vì đòi khá hơn một chút người mà thôi, đừng ở ta trước mặt giả thanh cao. Côn Lôn hư cơ duyên ngươi muốn cầm, cũng phải có mệnh cầm. Bao bồi dân không chút lưu tình chế giễu. Thật cuồng ngông. Bao bồi dân, không nghĩ tới, thật là vật hợp theo loại, người cuồng ngông đến như vậy đến nước. Đã như vậy, liền để cho ta xem, người rốt cuộc có cái gì cuồng vọng tư cách. Hừ, muốn lưu lại chúng ta nơi này tất cả mọi người. Người cũng phải có bản lãnh kia mới được. Liên tiếp gặp giễu cợt và chế giễu, độc cô trưởng lão lại là sớm đã không nhịn được. Độc cô đoạn tháng đao. Ra mặt nếu đã hoàn toàn xé rách, hôm nay chính là lại nữa chút nào quay về cơ hội. Nếu là muốn giết Diệp Thần, hôm nay cũng là nhất cơ hội tốt. Nghĩ tới đây bên, độc cô trưởng lão nơi nào sẽ thả qua như vậy cơ hội. Thét dài tiếng chính giữa, chỉ gặp độc cô trưởng lão chính là dẫn đầu hóa là một đạo lưu quang hướng bao bồi dân đạp chết đi. Rào rào. Theo vậy một tiếng thét dài, kinh khủng ánh đao xé không khí. Gió lớn chính giữa, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, vậy đao khí như chín tầng trời ngân hà, ầm ầm rơi xuống. Bao lão cẩn thận, mắt thấy như một màn này, ở bao bồi dân sau lưng, những cái kia Hoa Hạ người bảo vệ thần sắc không khỏi được biến đổi, theo bản năng quát lên. Nhưng là bao bồi dân nhưng là nắm chặt trường kiếm, nghiêm túc nói các người không cần ra tay, coi giữ Diệp gia, người bất kỳ dám động thủ, giết không tha. Bất kể như thế nào, hắn đều phải ngăn cản cái này một đao. Kinh khủng kia lưỡi đao,
thậm chí để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm giác thân thể đều tựa như đọng lại. Cái này một đao, coi là thật bá đạo vô biên. Chủ yếu hơn chính là, đối mặt với bá đạo một đao, bao bồi dân không phản ứng chút nào, cái này để cho người ta lòng, theo bản năng treo lên. Vào giờ phút này, cách đó không xa Diệp Thần cũng theo bản năng híp mắt lại. Nửa bước chân nguyên cảnh. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này độc cô thực lực của trưởng lão nhưng là đến nơi này cái đến nước. Nếu như bàn về thực lực, bao bồi dân tựa hồ còn không phải là đối thủ. Huống chi bao lão thương thế trên người còn không có hoàn toàn hết bệnh, muốn ngăn cản, căn bản không có thể. Bao lão, hay là để ta đi? Diệp Thần thanh âm vang lên. Bao bồi dân ngẩn ra, chút nào bỏ mặc độc cô trưởng lão, nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ta có thể. Chuyện này do ta lên, liền do ta kết thúc, các người chỉ phải bảo vệ người nhà ta là được rồi, ý tốt ta tâm lĩnh. Bây giờ, lui ra. Diệp Thần thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ. Bao bồi dân do dự mấy giây, vẫn là yên lặng hướng phía sau thối lui. Diệp tiên sinh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Hoa Hạ người bảo vệ vậy mà sẽ như thế nghe một người thanh niên nói. Mấu chốt thái độ này, không nên à. Độc cô trưởng lão gặp hai người không ngừng từ chối, tựa như xem thường hắn vậy, hừ lạnh một tiếng, trước chịu đựng ở ta cái này một đao nói sau. Bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được chỉ có gào thét lưỡi đao tiếng, có thể thấy, sau đó vậy tựa như phách thiên liệt địa ánh đao, có thể cảm nhận được, sau đó vậy khí thế kinh khủng. Mà Diệp Thần nhưng là đi ra, đi dạo sân vắng. Thậm chí liền phản kháng dự định cũng không có. Đứng ở độc cô trưởng lão sau lưng không thiếu cường giả, nhìn một màn này, đã lộ ra nụ cười. Hoa Hạ võ đạo giới người thứ nhất. Nếu như là Hoa Hạ người bảo vệ nói không chừng còn có thể ngăn cản mấy phần. Nhưng là đổi thành Diệp Thần sao, nói không chừng tại chỗ hóa là xương máu. Không biết sống chết. Không ít người lặng lặng chờ, chờ máu tươi kia mềm mại một màn. Không có ai chú ý tới. Giờ phút này Diệp Thần khóe miệng nâng lên một màn kia khó mà nhận ra được nụ cười. Nửa bước chân nguyên cảnh, ngược lại là thực lực rất mạnh. Ở vậy khí thế kinh khủng dưới, ở đó từng đạo diễu cợt vậy ngay trong ánh mắt, Diệp Thần nhưng là nhẹ nhàng nói. Thanh âm không nhẹ không nặng, vừa vặn đủ để cho độc cô trưởng lão nghe được. Nhưng mà, người cuối cùng vẫn là phải chết, ta không muốn giết ngươi, ngươi vì sao nhưng là muốn tới bên này chịu chết đâu. Bất đồng vậy độc cô trưởng lão có phản ứng, Diệp Thần thở dài một cái lầm bầm lầu bầu nói. Nếu ngươi muốn chết, ta trước đưa ngươi đi chết. Ngay sau đó, bỗng nhiên bây giờ, Diệp Thần tăng cao mình thanh âm. Rầm rầm. Không có người có thể thấy rõ ràng, Diệp Thần rốt cuộc làm cái gì. Chỉ gặp ở đó tiếng the thé chính giữa, ở ánh đao kia rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần biến mất ở tại chỗ. Một màn này. Để cho bên trong sân đột nhiên yên lặng, không biết bao nhiêu người con ngươi đột nhiên co rúc lại là không biết để cho bao nhiêu người tim đập theo bản năng dừng lại. Ông, khi mọi người phục hồi tinh thần lại, không có nghe được tưởng tượng chính giữa kinh khủng kia tiếng nổ, cũng không từng thấy máu tươi mềm mại hình ảnh, chẳng qua là nghe được một hồi nhọn tiếng chói tai. Hình ảnh tựa như định cách. Ở ngắn ngủi sau khi biến mất Diệp Thần xuất hiện. Cùng hắn cùng xuất hiện. Còn có mới vừa rồi khí thế vô biên độc cô trưởng lão. Chẳng qua là thời khắc này hình ảnh. T. Không biết bao nhiêu người, theo bản năng đổ hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể? Vậy từng trận kêu gào, từ vô số người trong lòng phát ra, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Yên tĩnh không tiếng động dưới, chỉ gặp giữa không trung hình ảnh quỷ dị. Độc cô trưởng lão nơi nào còn có lúc trước khí thế bá đạo vô cùng. Vậy một cái trường đao nơi nào còn có vậy phách thiên liệt địa khí thế? Trường đao định cách ở giữa không trung, độc cô trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Diệp Thần đâu? Hắn đã đứng ở độc cô trưởng lão trước mặt, mà hắn một cái tay, nhìn như tùy ý, chính là nắm được vậy một chuôi rơi xuống trường đao. Trường đao trên kiêu căng, hoàn toàn thu liễm. Dựa vào một cái tay, chính là bắt được vậy phách tuyệt một đao. Không sai, Diệp Thần làm được. Một màn này, kinh tâm động phách. Độc cô trưởng lão vậy tái nhợt sắc mặt, lại là như vậy lóa mắt. Tốc độ, quá chậm. Ở như vậy như chết yên lặng chính giữa,
rốt cuộc mọi người nghe được Diệp Thần thanh âm. Đây cũng là hắn đối với Độc Cô trưởng lão vậy nhìn như kinh khủng một kích đánh giá. Đoạn. Một tiếng hừ nhẹ, Diệp Thần cánh tay hơi phát lực. Đinh. Thanh thúy thanh chính giữa, ở Độc Cô trưởng lão thần sắc hoảng sợ chính giữa, vậy một chuôi hàn đao gãy thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phía tung tóe đi ra ngoài. Cút về. Diệp Thần tiếng trầm thấp truyền tới. Phịch. Một tay đoạn đao, đơn trưởng đánh ra. Toàn gió cuốn dậy. Một trưởng kia, chính là trực tiếp hướng Độc Cô trưởng lão ngực rơi đi. Một tay đoạn đao, đơn trưởng đánh ra. Tiếng vỗ tay nổ ầm, trưởng gió ngút trời. Diệp Thần vậy một tiếng hừ lạnh tiếng chính giữa, trong nháy mắt đó ra tay, như lôi điện, vạch qua thương khung. Giờ khắc này, bụi đất bị hoàn toàn xé, đúng cái thiên địa, tựa hồ cũng tan tành. Không, vô số người còn rơi vào lúc trước rung động chính giữa. Bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần lại, một hồi tiếng gào tuyệt vọng tiếng nhưng là đã truyền tới. Phịch, không trở ngại chút nào một hồi nặng nề tiếng va chạm truyền tới. Ken két ca, thanh thúy tiếng xương cốt gãy, ngay tức thì chính là truyền vào trong tai mỗi một người. Một đoàn xương máu, tại tất cả trước mặt người, tách thả ra thành là sáng lạng pháo bông. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng một đạo thân ảnh, ở một kích này dưới. Giống như con diều đứt dây, hướng xa xa bạo bay ra ngoài. Thậm chí, đã có người thấy rõ ràng, ngay tại trước đây không lâu, còn cường đại hơn đến để cho người nghẹt thở và hưng phấn Độc Cô trưởng lão, giờ phút này ngực đã máu thịt mơ hồ. Oanh! Cho đến vậy trăm cân thân thể hung hăng đập xuống ở mười mấy mét ra trên đất trống, thế giới an tĩnh. Yên tĩnh! Trong nháy mắt bên trong sân chính là lâm vào như chết yên lặng chính giữa. T. An tĩnh như vậy không biết kéo dài bao nhiêu thời gian, từng trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, rốt cuộc truyền tới. Cái này Diệp Thần thực lực lại còn có thể đánh bại Độc Cô trưởng lão. Đây là nghiền ép à. Chẳng qua là trong nháy mắt, tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Không biết bao nhiêu người, trong mắt giờ phút này lộ ra là nồng nặc hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Đây chính là vô số người kính ngưỡng Độc Cô trưởng lão à. Thậm chí so Hoa Hạ người bảo vệ mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà, một cái như vậy đứng ở trên đỉnh núi, bị người cho rằng bất bại cường giả, lại bị giết trong nháy mắt. Cái này lật đổ quá nhiều người nhận biết, cái này làm cho quá nhiều người rốt cuộc lại cũng không cách nào ổn định. Nhìn gió lạnh chính giữa, đứng ngạo nghễ bên trong sân Diệp Thần, không biết bao nhiêu người, trong mắt lộ ra sợ hãi sâu đậm. Đây chính là Hoa Hạ người thứ nhất. Đây chính là yêu nghiệt kia Diệp Thần. Chân nguyên cảnh, Diệp Thần, không nghĩ tới, ngươi lại là ngưng tụ chân nguyên cảnh. Ngực lỗ máu Độc Cô trưởng lão cố nén máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, khạc ra những lời này. Hắn sinh mạng đang điên cuồng trôi qua. Người tu luyện, ly hợp cảnh trên, chính là chân nguyên cảnh. Chẳng qua là ở Hoa Hạ, có thể bước vào cái cảnh giới này người, nhưng là quá thiếu quá thiếu. Liên liên hắn. Hao tốn không biết nhiều ít năm, cũng không có bước vào chân nguyên cảnh. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần lại bước vào mảnh đất này bước chính giữa. Hắn mới mấy tuổi à? Làm sao có thể? Chân nguyên cảnh. Diệp Thần lại. Theo cái suy đoán này, một đám các cường giả, lại là chố mắt nhìn nhau, sắc mặt hoảng sợ. Trong người tu luyện, cường giả chân nguyên cảnh, di sơn điền biển, thực lực phi phàm, thủ đoạn siêu quần. Không ít người nhìn Diệp Thần ánh mắt thay đổi. Nhiều hơn vẻ hoảng sợ, nhiều hơn vô tận kiêng kỵ và sợ hãi. Chân nguyên cảnh, như vậy cường giả, đã là khó có thể tưởng tượng. Mà có chân nguyên cảnh, đây cũng là đại biểu cái gì? Quá nhiều người cũng rất rõ ràng. Diệp gia có cường giả chân nguyên cảnh chấn giữ, liền có gọi là đứng đầu thế lực sức. Liền có vô tận uy hiếp lực. Bây giờ, còn ai dám coi thường Diệp gia? Bên trong sân bầu không khí, đột nhiên biến hóa. Mơ hồ, có thể nghe được từng trận tiếng thở hào hển. Mơ hồ, có thể thấy những cái kia trinh phạt Diệp Thần võ đạo giới các cường giả, sắc mặt đổi được khó coi. Ha ha, xem ra các người thật bất ngờ. Tựa hồ phát giác mọi người thần sắc biến hóa, nhìn những người đó thần sắc biến hóa, Diệp Thần nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Làm sao, không ra tay liền sao? Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không cho các người cơ hội. Ta nói,
hôm nay nếu đã tới, các người liền không cần đi, bây giờ liền cũng ở lại đây đi. Bỗng nhiên bây giờ, Diệp Thần trong mắt sắc bén bạo tăng. Rầm rầm, một tiếng hừ lạnh tiếng chính giữa, Diệp Thần như lưu quang bắn ra, ý định giết người, cũng ở đây trong nháy mắt, đạt tới trình độ cao nhất. Năm ngón tay một bản, chỗ tối mấy vị cường giả trực tiếp bị Diệp Thần bắt đi ra. Lại là vô tình vứt trên đất. Trong đó mấy vị phản kháng người, trực tiếp bị Diệp Thần chém chết. Giờ khắc này, Diệp Thần lạnh lùng đến mức tận cùng. Ở hắn trong mắt, ngày mai Diệp gia yến hội nhất định là không thể nào cử hành. Vừa vặn, hết thảy trước mắt thắng được tiệc rượu kia. Yến hội bản thân mục đích chính là nói cho Hoa Hạ võ đạo giới, hắn Diệp gia ngang trời xuất thế. Mà bây giờ, bạo lực và giết hại dưới xứng danh không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Nhìn một cái cổ thi thể xuất hiện, những cái kia võ đạo giới cường giả đều cảm giác cả người lạnh run. Tựa như bị tử thần để mắt tới vậy. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, tại sao phải nghe mấy câu nói sẽ tới trinh phạt Diệp gia. Diệp gia sau lưng có Giang gia, còn có Hoa Hạ người bảo vệ. Nhất mấu chốt nhất là cái này sát thần Diệp Thần à. Diệp Thần giải quyết chỗ tối tích chữ đang uy hiếp mấy người, diễn cảm dữ tợn. Đồng thời, tối tăm điện cường giả đồng loạt chạy tới, đem tất cả mọi người vây quanh vòng tròn. Diệp Lăng Thiên một bước bước ra, đi tới Diệp Thần trước mặt, điện chủ, những người này xử trí như thế nào? Diệp Thần con người híp lại, nhìn một cái Phan Quốc Hoa, vừa liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ, lãnh đạm lời nói chậm rãi rơi xuống, không chừa một mống. Lời này vừa nói ra, thật đem tất cả mọi người tại chỗ cũng dọa sợ. Cái này Diệp Thần điên rồi phải không? Không chừa một mống. Hắn muốn giết sạch Hoa Hạ người võ đạo giới. Ai có thể nghĩ tới những cái kia Côn Lôn hư cường giả còn không có động thủ, cái này Diệp Thần dẫn đầu muốn tiêu diệt toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới. Người điên. Phan Quốc Hoa diễn cảm cũng là thay đổi, bước ra một bước, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người đừng nữ u mê không tỉnh đi xuống, những người này thân phận ở Hoa Hạ đều không thấp, người nếu như động thủ, có thể từng nghĩ qua như thế nào hướng Hoa Hạ giao phó. Phan Quốc Hoa lời còn chưa nói hết, Diệp Thần bàn tay nhẹ nhàng động một cái. Một đạo vô hình hư trưởng trực tiếp đánh ra. Bót! Một cái tát trực tiếp đánh vào Phan Quốc Hoa trên mặt. Om sòm! Phan Quốc Hoa chỉ cảm thấy lực lượng vô hình đánh vào mình trên mặt, hắn cả người tại chỗ oanh bay. Ngươi lại dám đánh ta? Ta còn dám giết ngươi, ngươi tin không? Diệp Thần lạnh như băng con ngươi trực tiếp bắn đi ra ngoài. Làm cho lòng người sợ hãi. Phan Quốc Hoa hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, ở hắn trong mắt, thằng nhóc này chuyện gì cũng làm được. Kêu, một tiếng. Một chiếc Land Rover vọt vào. Land Rover vững vàng ngừng ở một bên, Bách Lý Hùng từ trên xe đi xuống. Khi thấy một màn này, hắn con người nghiêm túc đến mức tận cùng. Phan Quốc Hoa thấy Bách Lý Hùng, tựa như thấy cứu tinh vậy, vội vàng nói, Bách Lý Hùng, Diệp Thần. Cút ngay. Hát. Bách Lý Hùng một tiếng giống giận, Phan Quốc Hoa tại chỗ ngây tại chỗ. Sau đó, tại tất cả người nghi ngờ trong tầm mắt, Bách Lý Hùng vội vàng đi tới Diệp Thần trước mặt. Lại là cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Diệp Thần, vị kia. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là nhận lấy điện thoại di động. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là để cho ta thả người đi. Bên đầu điện thoại kia ngắn ngủi dừng lại, thanh âm già nua vẫn là vang lên. Lần này ngươi đoán sai rồi, Hoa Hạ võ đạo giới sự việc, ta không muốn quản, nhưng là có một việc, ta phải quản. Diệp Thần nhíu mày một cái gì? Ngươi hẳn biết Côn Lôn hư đi ra hơn 10 vị cường giả đi. Biết, ngay vừa mới rồi, lại một nhóm Côn Lôn hư cường giả xuất hiện ở núi Côn Lôn, lại là hướng kinh thành tới, chỉ đích danh đạo hiệu tìm ngươi. Hình như là ngươi giết bọn họ tông môn mấy vị trưởng lão. Những người này bị ta cản lại, Côn Lôn hư cường giả nếu quả thật chạy tới kinh thành, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả, bỏ mặc thắng bại như thế nào, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến kinh thành người vô tội, thậm chí ngươi Diệp gia, ngươi mẫu thân và bằng hữu đều khó may mắn tránh khỏi. Còn nữa, kinh thành tầm quan trọng ngươi hẳn rõ ràng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ta có cái yêu cầu quá đáng, những thứ này Côn Lôn hư cường giả, bỏ mặc ngươi và bọn họ có mâu thuẫn gì. Mâu thuẫn chính ngươi tới xử lý.
thành tựu điều kiện, từ nay về sau, Hoa Hạ sẽ không chút do dự bảo vệ ngươi Diệp gia. Tốt lắm, nên nói ta cũng nói xong, ngươi tự quyết định đi, ta không làm khó dễ ngươi. Thanh âm già nua viết đầy mệt mỏi. Diệp Thần nhìn một cái Diệp gia bên trong đại viện mẫu thân cùng với Hạ Nhược Tuyết các người. Hắn cuối cùng phải đi Côn Lôn hư một chuyến. Sau khi hắn rời đi, những người này làm thế nào? Diệp gia làm thế nào? Trận pháp mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cuối cùng chẳng qua là trận pháp. Gặp phải một ít cường đại linh vật tự nhiên sẽ phá, đến lúc đó bọn hắn an nguy thì phiền toái. Hoa Hạ người bảo vệ coi như không tệ, nhưng là thật muốn và ông già lực lượng so với, vẫn là có chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là, đám này Côn Lôn hư người, hắn vẫn là phải đối mặt. Nếu như không nhổ cỏ tận gốc, tiếp theo sự việc sẽ rất phiền toái. Hai đạo thế lực, nếu như hắn không đoán sai. Một đạo hẳn là Huyết Minh, còn như ngoài ra một đạo, hẳn là Lạc Kiếm Tông. Vừa vặn, phụ thân tung tích Huyết Minh người hẳn biết. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải đối mặt. Suy tính rõ ràng hết thảy, Diệp Thần mở miệng nói, những người này bây giờ ở đâu? Bên đầu điện thoại kia cụ già ngẩn ra, chợt mở miệng nói, núi Côn Lôn cảnh khu, đỉnh núi. Cảnh khu đã phong tỏa, còn có Côn Lôn hư những cường giả kia cũng cho ta thông điệp cuối cùng, trước ngày mai nhất định phải gặp ngươi, nếu không bọn họ liền đạp ở kinh thành, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bỏ mặc ngươi quyết định như thế nào, cho ta một cái chính xác câu trả lời, ta cũng tốt bố trí. Diệp Thần con ngươi có trước đó chưa từng có nghiêm túc, cuối cùng, hắn mở miệng nói, ta đáp ứng, đừng quên ngươi điều kiện, Diệp gia từ nay về sau, bị Hoa Hạ che chở. Được. Điện thoại cúp, Diệp Thần đưa điện thoại di động trả lại cho Bách Lý Hùng. Sau đó, Diệp Thần xoay người và bên trong trận pháp người dặn dò mấy câu, trực tiếp lên Land Rover xe sớp. Bách Lý Hùng, đưa ta đi sân bay, ta phải đi núi Côn Lôn. Bách Lý Hùng ngẩn ra, muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào, được. Diệp Thần và Bách Lý Hùng đối với lời mặc dù không nặng, nhưng chính xác không có lầm rơi vào đám người kia trong tai. Diệp Thần lại muốn đi núi Côn Lôn. Lúc này, hắn trấn áp Hoa Hạ võ đạo giới không nên tránh càng xa càng tốt sao? Lại còn đi núi Côn Lôn. Chẳng lẽ đi chịu chết? Núi Côn Lôn nhưng mà hơn 10 vị Côn Lôn hư cường giả à? Những người này có thể không đơn thuần ly hợp cảnh và chân nguyên cảnh như thế đơn giản à? Nói không chừng một người trong đó cũng đủ để chém chết Diệp Thần. Cái này Diệp Thần rốt cuộc đang làm gì? Mặc dù tất cả mọi người tại chỗ đều hy vọng Diệp Thần đi núi Côn Lôn, nhưng là trước mắt Diệp Thần lại tự mình đi, quyết định này quá làm cho bọn họ mơ hồ à? Diệp Thần lên đường hổ xe một người cưỡi ngựa chạy đi. Còn như còn lại những thứ này Hoa Hạ người võ đạo giới, Diệp Thần không quan tâm chút nào. Đám người này mệnh ở hắn trong mắt quá không đáng giá. Trọng yếu nhất chính là, có vị kia ông già một câu nói, từ nay về sau, đám người này tuyệt đối không dám cử động nữa Diệp gia một lần. Một khi động Diệp gia, chính là tự tìm cái chết. Giờ phút này, Phan Quốc Hoa vẫn là có thể cảm giác được gò má đau rát, hắn nghĩ tới điều gì, bấm một số điện thoại, cho ta an bài một chiếc máy bay, trực tiếp đi núi Côn Lôn, ta biết cảnh khu ngọn núi. Ngươi chỉ cần cho ta định máy bay là được, càng nhanh càng tốt. Không chỉ Phan Quốc Hoa, tất cả mọi người đều lấy ra điện thoại di động, thông qua mình thế lực điều động máy bay tư nhân. Bọn họ làm như vậy mục đích có một cái. Xem Diệp Thần kết quả làm sao chết thảm. Từ xưa tới nay, Hoa Hạ võ đạo giới cường giả ở Côn Lôn hư cường giả trước mặt chỉ có thể thần phục. Đây cũng là tại sao Hoa Hạ người có thiên phú tế phá đầu đều phải vào Côn Lôn hư. Nơi đó mới thật sự là võ đạo và thực lực đỉnh cấp. Một tiếng sau đó, núi Côn Lôn sân bay. Một chiếc cỡ nhỏ máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống, Diệp Thần xuống máy bay, nhìn một cái núi Côn Lôn phương hướng, con ngươi ý sâu dài. Hắn bây giờ khoảng cách Côn Lôn hư chỉ bất quá mấy ngàn mét khoảng cách. Cùng xử lý xong Huyết Minh và Lạc Kiếm Tông sự việc, cũng nên đi một chuyến Côn Lôn hư. Không biết lão đầu, Kỷ Thư Thanh, Kỳ Lâm cùng với những người bạn kia thế nào? Trọng yếu nhất chính là, không biết phụ thân ở Huyết Minh nơi đó có hay không chịu khổ. Phụ thân chỉ cần một ngày không nói bí mật đi ra,
liền an toàn một ngày, càng sẽ không xảy ra chuyện. Bách Lý Hùng vậy đi theo xuống máy bay, hắn do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, Diệp Thiên Sinh, đứng ở Hoa Hạ lập trường lên, ta hy vọng ngươi đi, nhưng là thành tựu bằng hữu, ta không hy vọng ngươi lên đi. Côn Lôn hư cường giả và Hoa Hạ võ đạo giới đám người kia có thể không giống nhau, ngươi chỉ một thân một mình, như thế nào đối mặt. Ngài hoàn toàn có thể đi nước ngoài, những cái kia Côn Lôn hư cường giả không thể nào đuổi tới nước ngoài. Diệp Thần cười một tiếng, ngươi biết ta lâu như vậy, cảm thấy lùi bước là ta tính cách sao? Bọn họ mặc dù nhiều người, thực lực cực mạnh, nhưng là không đại biểu sau lưng ta không có ai, ta có đúng mực. Diệp Thần nói xong, liền hướng núi đi lên. Bách Lý Hùng nhìn một cái Diệp Thần viễn đi phương hướng, thở dài một hơi, trận chiến này, Diệp Tiên Sinh sợ là giữ nhiều lành ít. Ta mặc dù muốn giúp, nhưng là có lòng không đủ lực à. Nếu như phu nhân ở bên người ta là tốt, có lẽ lấy nàng năng lực, cũng có thể ngăn trở những người này đi. Bất kể như thế nào, cùng Hoa Hạ sự việc chấm dứt ở đây, ta vậy phải nghĩ biện pháp tiến vào Côn Lôn hư, không tại sao, ít nhất phải hỏi nàng muốn một câu trả lời, tại sao không nói mà biệt. Ngay tại lúc này, Bách Lý Hùng thấy vùng lân cận nhiều chiếc máy bay tư nhân ở núi Côn Lôn sân bay hạ xuống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đám người này thật như thế hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần vừa chết, ai tới bảo vệ Hoa Hạ? Một đám bị lợi ích mê muội cặp mắt người. Núi Côn Lôn, đỉnh núi. Mây mù lượn quanh. Đỉnh núi chỗ tuyết trắng trắng ngần, nhiệt độ cực kỳ thấp. Trung ương dãy núi lại là từng ngọn núi tuyết, liên miên ngàn dặm. Nếu như nói Giang Đạo Sơn là Hồng Kông Thánh Sơn, vậy núi Côn Lôn chính là Hoa Hạ vạn tổ chi núi. Đây cũng là có thể ẩn dục Côn Lôn hư loại này đất thần bí một trong những nguyên nhân. Nơi này linh khí thế đi cực kỳ quỷ dị, tựa như toàn bộ Hoa Hạ linh khí cũng hướng một phương hướng đi. Linh khí lưu động phương hướng chính là núi Côn Lôn phía bắc chỗ sâu nhất, Côn Lôn hư. Diệp Thần lần này mục tiêu, tự nhiên không phải Côn Lôn hư, dưới chân hắn Thương Long Huyễn Thân Quyết phun trào, nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được sau lưng không ngừng có bóng người tới. Chính là Phan Quốc Hoa cùng với một ít Hoa Hạ võ đạo giới cường giả. Không chỉ như vậy, Bách Lý Hùng cuối cùng cũng là theo sau. Sau lưng hắn còn có một chi đại khái mấy chục người Thiết Huyết Doanh. Xem ra, Bách Lý Hùng cũng là đối với ta không yên tâm à. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ý thức chui vào luân hồi mộ địa bên trong. Vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê bóng người đã rất yếu ớt. Đồ nhi, ta đã đem một ít có thể dạy kiếm ngươi kỹ cũng truyền thụ cho ngươi, có chút kiếm kỹ quá cao sâu, bây giờ ngươi không cách nào hấp thu. Dưới mắt, ta năng lượng không nhiều lắm, ta cho ngươi khối ngọc bội kia nhớ phải tùy thời mang trên người, nếu như có bất kỳ vấn đề, đi tìm một cái kêu vạn kiếm tông tông môn, bọn họ thấy ngọc bội tự nhiên sẽ rõ ràng cái gì hàm nghĩa. Còn nữa, ta năng lượng đại khái còn có thể chống đỡ một chiêu, chờ một hồi đối mặt Côn Lôn hư cường giả. Nếu như không địch lại, ta chỉ có thể lấy bùng nổ một chiêu. Một chiêu sau đó, nếu như ngươi không cách nào đối kháng, nhớ nhất định phải chạy trốn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Diệp Thần nghe được bên tai dạy dỗ, gật đầu một cái, sư phụ, ta một mực có một cái vấn đề, các người tiêu tán sau đó, ta nên như thế nào thấy các người? Chẳng lẽ ta phải chịu đựng trăm vị sư phụ rời đi đâu? Trần Thiên Lê cười một tiếng. Sau lưng cái hộp kiếm hơi đung đưa, đồ nhi, chờ ngươi thực lực đủ cường đại, tự nhiên sẽ rõ ràng luân hồi mộ địa hàm nghĩa, từ trình độ nào đó mà nói, chúng ta trăm người bị kẹt, ngươi chính là tháo ra cái này khốn cục chìa khóa. Ngươi thành tựu luân hồi mộ địa mộ chủ, lại là chúng ta duy nhất người xoay mình. Chỉ phải nhớ cho kỹ thật tốt tu luyện, đến chính xác thời cơ, chúng ta tự nhiên sẽ thấy, chẳng qua là không biết là như thế nào hình thức. Diệp Thần gật đầu một cái. Lại cảm thụ một cái luân hồi mộ địa còn dư lại mộ bia. Lần này, ba tòa mộ bia đã có dẫn động dấu hiệu. Chấn hồn phá dương trên đá năng lượng đang không ngừng hội tụ đến vậy ba tòa mộ bia bên trong. Phỏng đoán cùng chấn hồn phá dương trên đá năng lượng hấp thu xong, vậy ba tòa mộ bia liền có thể dẫn động. Chẳng qua là không biết ba vị này đại năng là dạng gì tồn tại. Còn nữa, tại sao mỗi một vị đại năng đều mạnh hơn điều mình là bọn họ người xoay mình?
Ở luân hồi mộ địa trước, đám người này trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không có ở đây suy nghĩ nhiều, bởi vì dưới mắt khoảng cách đỉnh núi còn có lớn tổng thể 100 mét. Hắn đã cảm giác được đứng trên đỉnh núi, mấy chục đạo kinh khủng cảm giác hơi thở hướng hắn tới. Đây là sát cơ lạnh như băng. Đây là hắn ở Hoa Hạ chưa bao giờ cảm thụ qua ý định giết người. Trong cơ thể hắn huyết long tựa như cũng phải lao ra trong cơ thể. Chấn hồn kiếm cũng là ở luân hồi mộ địa lay động, tựa như đang đợi giết hại. Giờ phút này, núi Côn Lôn đỉnh núi. Tụ tập mấy chục người. Theo thứ tự là Huyết Minh và Lạc Kiếm Tông phái ra cường giả. Lạc Kiếm Tông từ một vị kêu Tô Minh võ trưởng lão dẫn đội ra. Lạc Kiếm Tông tổng cộng phái ra 6 người. Mà Huyết Minh thì từ một vị kêu Lý Huyền Quân trưởng lão dẫn. Mặc dù lần này điều động hơn 20 người, nhưng là không tính là Huyết Minh tinh nhuệ. Nhâm Khải Vân xảy ra chuyện, đối với Huyết Minh mà nói, rất là nghiêm trọng, nhưng là Huyết Minh cũng sẽ không phái ra mạnh nhất một loại người kia tới Hoa Hạ giải quyết vấn đề. Ở bọn họ xem ra, Hoa Hạ linh khí mỏng manh, cho dù có cường giả, cũng không khả năng mạnh đi nơi nào. Cái này 20 mấy người, trừ Lý Huyền Quân trở ra, có 10 người ở chân nguyên cảnh trên. Lạc Kiếm Tông Tô Minh võ tự nhiên chú ý tới Huyết Minh tồn tại. Chỉ bất quá Huyết Minh ở Côn Lôn hư danh tiếng không tốt lắm nghe, hắn vậy không có quá nhiều để ý tới. Chỉ cần đám người này không là hướng về phía bọn họ tới, là được rồi. Lý Huyền Quân bên người một người trung niên nam tử, nhìn một cái Tô Minh võ, đối với Lý Huyền Quân nói, Lý trưởng lão, chờ một hồi Diệp Thần nếu như xuất hiện, chúng ta muốn không muốn thời gian đầu tiên ra tay. Lý Huyền Quân cười lạnh một tiếng, gấp cái gì, còn nữa, chúng ta dùng lý do gì ra tay. Lạc Kiếm Tông cũng không biết Nhâm Khải Vân thân phận chân chính, nếu như Lạc Kiếm Tông biết Nhâm Khải Vân thân phận, chúng ta chỉ có thể giết người diệt khẩu, bây giờ, chúng ta phải làm chính là nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khoan hãy nói, ta thật muốn xem, cái này Diệp Thần rốt cuộc đường chết gì, một cái người TQ lại có tư cách chém chết Côn Lôn hư cường giả, loại người này, hoặc là có cao nhân tương trợ, có không ngay cả có bí pháp. Đúng rồi, người này phụ thân không phải ở chúng ta Huyết Minh sao? Mặc dù điều tra còn không tiến triển chút nào, nhưng là nếu như cái này Diệp Thần nghịch thiên, không phải biến hình chứng minh người này phụ thân trên người có thiên đại bí mật. Ta có thể nghe nói Trịnh trưởng lão hoài nghi cái này Diệp gia và thượng cổ Diệp gia có chút liên lạc, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này chẳng qua là đoán sai, cũng còn chưa có xác định. Nghe được thượng cổ Diệp gia mấy chữ này, Huyết Minh những cường giả kia đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là truyền thuyết cấp bậc tồn tại à? Nếu quả thật như vậy, vậy Diệp gia sau lưng tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Ngay tại Huyết Minh kinh hãi đang lúc, một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần xuất hiện, vô số đạo ánh mắt ngay tức thì phong tỏa. Tức giận. Giết hại. Kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần sẽ chỉ một thân một mình tới. Chẳng lẽ thằng nhóc này chắc chắn bản thân có đường sống? Lý Huyền Quân cau mày, mặc dù nghi ngờ, nhưng là vậy không nói gì. Hắn nhìn một cái Lạc Kiếm Tông phương hướng, Tô Minh võ cùng với còn lại mấy vị Lạc Kiếm Tông đệ tử đều đứng lên, lại là hướng Diệp Thần đi. Rất nhanh, Tô Minh võ liền chắn Diệp Thần trước người, thần sắc lạnh như băng, mở miệng nói, ngươi chính là Diệp Thần. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, Nhâm Khải Vân cùng với còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều là ngươi giết. Tô Minh võ thanh âm lạnh như băng, lời nói bây giờ lại là thả ra uy áp. Uy áp cực kỳ cường thế, chỉ ít ở Diệp Thần xem ra, Tô Minh võ tu vi chỉ ít ở chân nguyên cảnh thứ tầng 3 trên. Thậm chí còn có thể mạnh hơn. Diệp Thần lại nhìn lướt qua cách đó không xa không có bất kỳ động tác Lý Huyền Quân, trên cổ máu đỏ cửa xăm cực kỳ rõ ràng. Hắn rất rõ ràng, những người này chính là Huyết Minh người. Huyết Minh lần này phái ra nhiều như vậy cường giả, xem ra thật dự định bắt hắn lại. Lần này, hắn muốn ứng đối không riêng gì là Kiếm Tông, còn có Huyết Minh. Huyết Minh mới là nhất uy hiếp địa phương. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói. Lạc Kiếm Tông Tô Minh võ gặp Diệp Thần không phản ứng chút nào, diễn cảm có chút dữ tợn, lớn tiếng nói. Hát! Diệp Thần cái này mới tỉnh hồn lại, nhàn nhạt nói, có chuyện, ngươi hẳn còn không biết,
Nhâm Khải Vân còn có một cái thân phận, đó chính là huyết minh trưởng lão, ta giết hắn, từ trình độ nào đó mà nói, là giúp các người Lạc Kiếm Tông, cảm tạ cũng không cần nói. Một vị Lạc Kiếm Tông đệ tử nghe được Diệp Thần như vậy chê Nhâm trưởng lão, trên mặt tràn đầy nổi nóng. Thằng nhóc thúi, lại dám làm nhục chúng ta Nhâm trưởng lão. Nhâm trưởng lão cả đời quang minh lỗi lạc, làm sao có thể vào huyết minh loại này tu tập bàng môn tả đạo thế lực có liên lạc. Thật là ăn nói bừa bãi. Dứt lời, vị kia Lạc Kiếm Tông đệ tử rút ra kiếm lạnh lẽo, trực tiếp hướng Diệp Thần lao đi. Sắc bén lóe lên, tựa như cuộn sạch gió lớn, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Tô Minh Võ cũng không có vội vã động thủ, hắn thật là tò mò, một cái hoa hạ người tu luyện như thế nào chém chết Nhâm Khải Vân. Mắt xem kiếm ý thì phải rơi xuống, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, môi khẽ nhúc nhích, Vân Sát Trưởng. Một tiếng hừ nhẹ, chỉ gặp Diệp Thần hai tay chồng lên, bỗng nhiên đánh ra. Bót bót bót, từng cơn tiếng vỗ tay, như sấm nổ tung, tung lên cơn sóng thần. Không, bị Diệp Thần phong tỏa, vậy là Kiếm Tông đệ tử con ngươi co rúc lại, mặt đầy hoảng sợ. Diệp Thần, ngươi đừng hòng à. Hoảng sợ sắc mặt, không cam lòng gầm thét. Mắt thấy đầy trời trường ảnh cuốn tới, là Kiếm Tông đệ tử trường kiếm ngăn cản đi. Oanh! Trường kiếm hơi thở phát ra, hồng quang bùng nổ. Chân nguyên cảnh tầng thứ nhất. Cái này là Kiếm Tông đệ tử thực lực, cũng thực không thể khinh thường. Chí ít ở trong cảnh giới và Diệp Thần không phân cao thấp. Dưới trường kiếm, như lửa cháy bừng bừng phun ra, cháy thiên địa. Một màn kia đỏ rực ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ núi Côn Lôn. Châu chấu đá xe. Đối mặt là Kiếm Tông đệ tử ngăn cản, Diệp Thần mặt đầy khinh thường. Nếu như ở mấy ngày trước, Diệp Thần tất nhiên không địch lại, nhưng là ở hôm nay Diệp Thần xem ra, hiển nhiên còn chưa đủ. Phịch! Điện quang đá lửa bây giờ, Diệp Thần lực lượng và Lạc Kiếm Tông đệ tử mạnh mẽ kiếm ý ầm ầm giao phong. Trầm thấp tiếng nổ nổ tung, ngay tức thì kinh khủng gió lớn cuốn đi bốn phía. Giao 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 giao. Cường giả giao phong, long trời lở đất, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt bây giờ. Vậy giao phong bây giờ, bộc phát ra khí thế kinh khủng, hướng bốn phía càn quét đi ra ngoài, thoáng như sóng lớn vỗ vào bờ. À à à, ở kinh khủng này gió bão dưới, lấy Diệp Thần và Lạc Kiếm Tông đệ tử làm trung tâm, vậy đợt khí qua, có chút vừa mới đến đỉnh núi chuẩn bị xem Diệp Thần chết thảm hoa hạ võ đạo giới cường giả, nhất thời ở tiếng kêu thảm thiết chính giữa chính là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Như vậy hai cái cường giả giữa giao phong. Ngay cả là tràn ra ra đợt khí, lại há là một người như vậy có thể ngăn cản. Trong chốc lát, tình cảnh hỗn loạn người ngưỡng mã phiên. Hừ, gà vườn chó đất, cho ta đoạn. Đối với bốn phía bị đánh bay ra ngoài đám người, Diệp Thần thậm chí là xem cũng không từng liếc mắt nhìn. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, bỗng nhiên quát lên. Sắc sắc, Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một hồi thanh thúy tiếng truyền tới. Vị kia là Kiếm Tông đệ tử sắc mặt ngay tức thì vặn vẹo. À à à, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền tới, chỉ gặp Lạc Kiếm Tông đệ tử hai cánh tay, kinh người nhăn nhó. Xương máu tràn ngập, máu thịt phân bay, ở tiếng kêu thảm kia chính giữa, xâm nhiên xương trắng bại lộ ở giữa thiên địa. Mà theo tiếng kêu thảm thiết, vậy xâm nhiên xương trắng, thậm chí đều hóa thành vô tận mảnh vỡ, hoành bay ra ngoài. Chỉ một chiêu giao phong. Diệp Thần chính là phế Lạc Kiếm Tông đệ tử hai cánh tay. Đây không phải là hắn tàn nhẫn, mà là vị kia Lạc Kiếm Tông đệ tử ở xuất kiếm nháy mắt khắp nơi sát chiêu, hắn vậy không cần phải thương hại. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Rào rào, mang gần như vặn vẹo sắc mặt, ở tiếng kêu thảm thiết chính giữa, bị phế hai cánh tay Lạc Kiếm Tông đệ tử, giống như đá lớn bị chấn động bay ra. Trước mắt một màn này, để cho Tô Minh Võ diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Ai có thể nghĩ tới cái này Diệp Thần không chỉ cuồng ngông, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Hắn kiên định Diệp Thần chém chết Lạc Kiếm Tông trưởng lão mục đích. Thằng nhóc này chính là huyết cuồng ma. Tô Minh Võ ngồi không yên, nhìn một cái còn dư lại mấy vị đệ tử, lạnh lùng nói, ngưng tụ kiếm trận, bắt lại người này, ta cần sống. Tô trưởng lão. Còn lại là Kiếm Tông đệ tử ngay tức thì ngưng liền đạp ba bước bây giờ, mặt đất chấn động.
Tất cả mọi người trường kiếm trong tay lại là lay động. Vèo, một tiếng, đồng loạt tránh thoát lòng bàn tay, bay ra ngoài. Đổ nát ngưng sát trận. Theo một người trong đó gầm thét, vậy bay ra trường kiếm lóe lên một đạo đỏ thẫm lưu quang, tựa như huyết lang, hướng Diệp Thần điên cuồng cắn xé đi. Diệp Thần không dám khinh thường, rút ra Trảm Long kiếm, đan điền chân khí phun trào, trực tiếp ngăn cản đi. Đỏ thẫm lưu quang tại chỗ bị xé. Vậy từng chuôi trường kiếm bề ngoài lại là xuất hiện từng đạo vết rách. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Làm sao có thể? Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần phá vỡ trận pháp này lại nhanh như vậy. Lại là vô cùng ung dung. Lúc này mới mấy giây à? Chẳng lẽ cái này Diệp Thần vẫn là một cái trận pháp sư? Nhìn đảo mắt bây giờ, ép tới gần đến trước người Diệp Thần, rơi đệ tử của kiếm tông còn dư lại chỉ có một mặt kinh hoàng. Như lõm sâu vũng bùn, giờ khắc này, ở Diệp Thần bàng bạc hơi thở phong tỏa dưới là kiếm tông đệ tử, muốn lui, thậm chí cũng không có đường có thể lui. Thằng nhóc này thật đến từ Hoa Hạ. Không phải ở Côn Lôn hư lớn lên. Lúc nào Hoa Hạ có cường giả loại này? Oanh! Mắt thấy Diệp Thần không đạo lý chút nào, bá đạo vô cùng một kiếm đập xuống tới, những cái kia ngưng trận là kiếm tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng. À! Vô tận sợ hãi dưới, những thứ này là kiếm tông đệ tử tê giống lên. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngăn cản. Đụng, thoáng qua ở giữa, lại là một hồi tiếng nổ truyền tới. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Rắc rắc, lại là từng trận thanh thúy gãy lìa tiếng truyền tới, mắt thường có thể thấy được những cái kia là kiếm tông đệ tử ngực khủng bố sụp xuống. Vô tận máu tươi, như suối phun sông ra. Bọn họ thân thể lại là bỗng nhiên đổ bay, hung hãn đập xuống ở đám người hỗn loạn chính giữa. Vừa mới đến đỉnh núi Phan Quốc Hoa thấy trước mắt mấy cái tràn đầy máu tươi thân thể, diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Côn Lôn hư rơi đệ tử của kiếm tông, từ nhỏ liền tiếp nhận tốt nhất tài nguyên tu luyện, bây giờ lại có thể không địch lại một cái Hoa Hạ lớn lên thanh niên. Cái này Diệp Thần coi như là tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không khả năng như thế yêu nghiệt à. Tô trưởng lão, cứu chúng ta. Bị thương nặng là kiếm tông đệ tử mở miệng kêu cứu. Bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt toàn thân chảy xuôi máu. Thống khổ và khó chịu. Tô Minh Võ lại cũng không do dự, năm ngón tay nắm chặt, giữa eo kiếm lạnh lẽo trực tiếp lao ra. Bị hắn vững vàng ta ở lòng bàn tay. Thằng nhóc thúi, lại dám tổn thương ta là kiếm tông đệ tử, tự tìm cái chết. Còn không quỳ xuống cho ta. Giờ khắc này, Tô Minh Võ hoàn toàn nổi giận. Trên người khí thế tựa như cháy. Xem ra ngươi thật sự có thực lực chém chết ta là kiếm tông trưởng lão. Hôm nay Nhâm Khải Vân thù, liền do ta báo lại. Rầm 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 rầm. Sắc bén lóe lên, khí thế ngất trời. Đảo mắt bây giờ, Tô Minh Võ khí thế phóng lên cao, kiếm quang phá vỡ hết thảy. Kinh khủng ý định giết người, tựa như để cho thiên địa cũng động lại. Thật là mạnh mẽ. Cảm thụ vậy cuốn tới cổ khí thức kia, Diệp Thần con ngươi đột nhiên co rúc lại một chút. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp đối phương. Phá vỡ cho ta. Hàn quang lóe lên, kiếm ý hạ xuống. Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm điên cuồng va chạm đi. Hai đạo kiếm ý cuốn lên cực kỳ cuồng bạo đợt khí. Bành. Rồi sau đó bỗng nhiên tách ra. Giờ khắc này. Diệp Thần thậm chí cảm giác tay mình cánh tay cũng đã tê dần. Cái này Tô Minh Võ thực lực chân thật lại đang chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Hắn đánh giá thấp, chí ít trước mắt bại lộ lực lượng như vậy. Kịch liệt chấn động như cũ để cho Diệp Thần huyết khí dâng trào. Thằng nhóc thúi, nếu như ta là ngươi, bây giờ ta liền không chút do dự quỳ xuống. Dám đả thương ta là kiếm tông đệ tử và trưởng lão, ngươi là cái đầu tiên. Cũng sẽ là cái cuối cùng. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, đom đóm ánh sáng vĩnh viễn không cách nào và nhật nguyệt tranh huy. Rơi ngâm chém. Tô Minh Võ trong mắt viết đầy điên cuồng, hắn chút nào không dám xem thường. Một kiếm vung ra, bộc phát ra rơi ngâm tiếng. Rơi ngâm chém. Đây cũng là Tô Minh Võ thành danh kiếm ý. Ở bước lên núi Côn Lôn trước, hắn liền một mực đang cảm thụ thiên địa, lĩnh ngộ tràn ngập ở trong thiên địa uy nghiêm khí. Lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu bây giờ. Rơi ngâm chém, ra chiêu đang lúc,
khí thế uy nghiêm, chúng sanh thần phục. Diệp thần muốn ngăn trở căn bản không có cái này tư cách. Ông! Theo vậy rơi ngâm tiếng truyền tới, thân kiếm chấn động, từng tầng một giống như thực chất sóng gợn lan truyền ra. Tô Minh võ quanh thân chân khí vào thời khắc này bùng nổ. Oanh! Chỉ nghe một hồi tiếng nổ nổ tung, vậy rơi ngâm kiếm ba, tựa như hóa là thật thế chấp, rất miễn cưỡng muốn xé Diệp thần. Vô cùng điên cuồng. Xa xa huyết minh Lý Huyền Quân nghiêng dựa vào một cây trên cây lớn, lắc đầu một cái, hai người cảnh giới chênh lệch quá xa, mặc dù đều là chân nguyên cảnh, nhưng là chân nguyên cảnh sau đó, một cái cảnh giới nhỏ chính là khác xa lắc xa lơ. Xem ra cái này Diệp thần khó thoát khỏi cái chết. Cũng tốt, bỏ mặc ai giết thật ra thì đều giống nhau. Không biết sống chết, như vậy kiếm ý, ta ngược lại là muốn xem ngươi rốt cuộc làm sao chịu đựng. Phan Quốc Hoa và còn lại những cái kia vây xem hoa hạ võ đạo giới cường giả, từng cái khóe miệng lộ ra dữ tợn và đồng tình nụ cười. Ở bọn họ trong mắt, vị này Côn Lôn hư cường giả một kiếm, đủ để phá vỡ hết thảy. Càng thì không cách nào ngăn trở. Mà giờ khắc này, Diệp Thần theo bản năng lần nữa dùng Trảm Long kiếm đi ngăn trở. Lại không nghĩ rằng, Trảm Long kiếm trực tiếp bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Thần cũng là lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tô Minh võ rất hưởng thụ giờ khắc này, một bước bước ra, nghiêm túc nói, Diệp Thần, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi như muốn sống, liền từ phế tu vi, quỳ xuống ta trước mặt, sau đó tự mình theo ta đi Lạc Kiếm Tông bồi tội. Nếu không ngươi chỉ sẽ chết rất thống khổ. Diệp Thần không để ý đến, lấy tay lau mép một cái vết máu. Giờ khắc này, ở máu tươi dưới, Diệp Thần trong cơ thể máu tươi, mơ hồ bắt đầu sôi trào. Oanh! Một hồi nổ ầm, Diệp Thần chính là trực tiếp sử dụng Trấn Hồn Kiếm. Vừa vặn, thử một chút sư phụ dạy ta kiếm pháp. Trấn Hồn ra khỏi vỏ, tựa như chân đạp trường phong rẽ sóng. Đạp đạp đạp! Mấy bước bây giờ, Diệp Thần khí thế tăng vọt đến đỉnh cấp. Rầm rầm! Một kiếm vung ra, đầy trời mưa tên. Thanh quang lượn lờ, khí lạnh bức người. Lấy hôm nay, Diệp Thần chân nguyên cảnh thực lực, cộng thêm mạnh chiến đấu lớn lực, thì triển ra như kiếm pháp này, phần lớn chân nguyên cảnh võ giả đều phải tránh lui 90 dặm. Từng đạo kiếm khí chiếu xuống, cuối cùng thuộc về hợp là một, Diệp Thần trực tiếp hướng Tô Minh võ trực bước đi. Mau mau mau! Tốc độ cực hạn dưới, một kiếm này mũi nhọn hiện ra đến mức tận cùng. Đinh! Chẳng qua là một tiếng vang nhỏ tiếng truyền tới, sau đó chính là nặng nề xuyên thấu tiếng. Hàn quang lóe lên, sinh mạng tàn lụi. Dưới một kiếm này, Tô Minh võ trợn to hai mắt, không thể tin nhìn cắm vào mình quần áo chính giữa trường kiếm. Nếu như mình mới vừa rồi không tránh tránh, một kiếm này đủ để đâm thủng tim hắn. Diệp thần một kiếm này, đủ tươi đẹp, đủ rung động. Diệp thần, người sau lưng rốt cuộc cái gì tông môn? Kiếm pháp này ngươi từ chỗ nào nơi được? Nói, nếu không chết. Tô Minh võ cổ tay run một cái, thân kiếm thay đổi, sắc bén lóe lên, hướng Diệp thần bắn nhanh đi. Mà Diệp thần Trấn Hồn kiếm căn bản không khách khí. Quanh thân tản ra máu đỏ giết hại khí, mấy ngày nay Trần Thiên Lê dạy kiếm ý của hắn toàn bộ thi triển. Màn đêm, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Dưới màn đêm yên lặng, lại là đã sớm tan biến không còn dấu tích. Giờ khắc này, một khối này đất trống, liền giống như tu la chiến trường. Tử thần liêm đao đang vũ động, chính là Diệp thần trong tay Trấn Hồn kiếm. Máu tươi, đã từ từ nhiễm đỏ cái này một vùng đất. Để cho người nôn mửa mùi máu tanh, tràn ngập ở giữa thiên địa, càng phát ra đậm đà. Đao quang kiếm ảnh, ánh sáng rực rỡ lóe lên, ý định giết người ngất trời. Đối mặt Diệp thần hiện ra thực lực cường đại. Vô số người không khỏi được ngược lại hít một hơi liền hơi lạnh. Từ từ, sợ hãi bắt đầu lan truyền. Diệp thần tồn tại, đã là để cho cục diện không thể khống chế chế. Càng làm cho người không nghĩ tới là, thực lực cường hãn vô biên Lạc Kiếm Tông Tô Minh võ lại có thể vậy không làm gì được Diệp thần. Tô Minh võ càng đánh càng kinh hãi, hắn trên mình tràn đầy vết thương. Máu tươi đã nhiễm đỏ quần áo. Cái này Diệp thần trên người kiếm kỹ. Thật là chưa bao giờ nghe à. Thậm chí liên phá tách ra cũng không có. Làm sao có thể. Lạc Kiếm Tông là tu kiếm tông môn,
hắn Tô Minh Võ đối với kiếm lĩnh ngộ tuyệt đối so với bất kỳ một người trẻ tuổi cũng sâu. Nhưng là trước mắt lại là chuyện gì? Ở kiếm kỹ trên, hắn khắp nơi bị động. Hốt hoảng lúc đó, Tô Minh Võ lại thấy rõ ràng, Diệp Thần kiếm trong tay, giờ phút này tựa như hóa là thần long, hướng mình cắn nuốt. Đây là cái gì chiêu thức? Kiếm ba khủng bố, kiếm khí thực chất, mà hôm nay lại là bá đạo như vậy. Vào giờ phút này, để cho Tô Minh Võ hơn nữa hoảng sợ là, ở đó thân kiếm khẽ rên chấn động tiếng chính giữa, mình trong cơ thể máu tươi tựa như đọng lại, cái này làm cho mình lại không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kia ý cắn nuốt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tô Minh Võ cũng không nhịn được nữa, kinh hô. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không trả lời, chấn hồn kiếm mang lạnh như băng giết hại, điên cuồng đi. Côn Lôn hư quy tắc chính là như vậy tàn khốc, bỏ mặc lý do, nếu như hắn không có tu tập Trần Thiên Lê kiếm đạo, ngày hôm nay bị thương có thể chính là hắn. Hắn sẽ không đối với người bất kỳ sinh ra đồng tình. Tô Minh Võ nhận ra được tình huống không đúng, trong mắt kiên quyết, không do dự nữa, trực tiếp cầm ra một khối thanh ngọc. Bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi va chạm thanh ngọc, một cổ kinh khủng hơi thở bỗng nhiên tạo thành. Đây là Lạc Kiếm Tông pháp bảo, cũng là Tô Minh Võ chỗ dựa lớn nhất. Hắn vốn định dùng này đối phó thần du cảnh cường giả, nhưng là dưới mắt xem ra, hắn không thể không lấy ra. Coi như phí của trời thì như thế nào? Cái này Diệp Thần liền là tên điên. Thanh ngọc vừa ra, chảy máu ngàn dặm. Phốc xích. May là giờ phút này, Tô Minh Võ chưa từng ra tay, chẳng qua là một cổ khí thế, liền để cho thiên địa biến sắc. Càng làm cho Diệp Thần quanh thân khí huyết quay cuồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Gió lớn chính giữa, Diệp Thần thân thể, giống như con diều đứt dây, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Vậy một cổ thực chất vậy ý định giết người, giống như mênh mông đại dương, để cho Diệp Thần sa vào trong đó, quanh thân tựa như cứng ngắc. Đối mặt thanh ngọc lực lượng, Diệp Thần cảm nhận được nhỏ bé. Thời khắc này Diệp Thần, như thương khung bên trong một viên bụi bẩm. Như mênh mông đại dương chính giữa một thuyền lá cô độc. Diệp Thần một cước giẫm ở một viên trên cây lớn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà ngay lúc này, Trần Thiên Lê thanh âm vang khắp, "Đồ nhi, vậy thanh ngọc bên trong có một vị thần du cảnh cường giả lực lượng lưu lại, một khi bùng nổ, đủ để chém chết người khác. Có cần hay không ta xuất thủ trợ giúp?" Diệp Thần nhìn một cái còn chưa động thủ huyết minh mọi người, con người thoáng qua vẻ điên cuồng, gần từng chữ, "Sư phụ, còn không cần ngươi ra tay." Hát, ta sát lục chi đạo, đối phương càng mạnh, ngược lại vượt có thể kích thích. Nói chuyện bây giờ, Diệp Thần ấn đường lại tràn ra một tia sấm sét. Sấm sét lại là dần dần khuếch tán ra. Những thứ này sấm sét chính là hôm đó thiên đạo lôi kiếp bị Diệp Thần bổn mạng linh phù hấp thu tồn tại. Diệp Thần rất rõ ràng, Lạc Kiếm Tông cường giả mặc dù gây khó khăn, nhưng là bỏ ra cái này thanh ngọc lực lượng, không đủ để kiêng kỵ. Chân chính kiêng kỵ là những cái kia vẫn không có động thủ người huyết minh. Trần Thiên Lê lực lượng bây giờ chỉ có thể lấy chống đỡ một chiêu. Một chiêu này là trước mắt hắn mà nói lớn nhất lá bài tẩy, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Huống chi, hắn sát lục chi đạo, thích hợp nhất trước mắt trạng thái. Xa xa Tô Minh Võ lãnh đạm nhìn lướt qua Diệp Thần, vậy cái thanh ngọc đang trôi lơ lửng ở hắn quanh thân, hơi thở mờ ảo. Diệp Thần, người có thể để cho ta sử dụng loại bảo bối này, cũng đã chứng minh giá trị của ngươi, dưới mắt, ngươi lựa chọn duy nhất chính là bỏ ngươi lại vũ khí trong tay, theo ta ngoan ngoãn hồi Lạc Kiếm Tông, nói không chừng tông chủ đại phát tử bi, còn khả năng cho ngươi một cái thi thể nguyên vẹn. Ngươi thành tựu người thi kiêu, có thể đạt tới loại này tu vi đã kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nhưng là ở ta bảo bối trước mặt, một giây kế tiếp, ngươi nói không chừng chỉ có thể hóa là một đạo xương máu. Uy hiếp trắng trợn. Ở Tô Minh Võ xem ra, tay hắn cầm thanh ngọc, thì có cái này tư cách. Cái này Diệp Thần thực lực nhiều lắm là chính là chân nguyên cảnh, căn bản không có thể vượt biên giới giết người. Hắn ăn chắc Diệp Thần. Xa xa Phan Quốc Hoa cùng với tất cả người vây xem cũng là nhìn thấy màn này. Ta liền nói, cái này Diệp Thần muốn đối kháng Côn Lôn hư cường giả tuyệt đối không thể nào. Người giỏi có người giỏi hơn. Ngoài bầu trời có người, như thế đạo lý đơn giản, hắn tại sao cũng không hiểu đâu. Đáng tiếc,
thật vất vả trở thành Hoa Hạ người thứ nhất, như vậy trẻ tuổi liền chết, quả thật có chút đáng tiếc. Minh ngày sau, Hoa Hạ Diệp gia phỏng đoán cũng sẽ bị người cấm chỉ, địa phương tốt như vậy, phỏng đoán một ít Hoa Hạ võ đạo gia tộc đã rình rập. Mảnh đất kia thật ra thì ta cũng cảm thấy hứng thú, nếu không cùng Diệp thần sau khi chết, ta nghĩ biện pháp để cho Phùng gia bắt lại. Một cái ăn mặc màu trắng đồ thể thao cụ già mở miệng nói, trong mắt có điên cuồng và kích động. Lời nói vừa dứt hạ, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay, lại là dùng sức vỗ vào hắn bả vai trên. Thế đại lực trầm. Cái đó đồ thể thao sắc mặt lão nhân ngay tức thì thay đổi, lực lượng này, thật là kinh người. Hắn chợt quay đầu, khi thấy động thủ người đàn ông, hắn hoàn toàn lắp bắp trăm dặm. Tướng quân, ta. Bách Lý Hùng hừ lạnh một tiếng, mảnh đất kia bây giờ thuộc về Diệp gia, sau này cũng giống vậy, ngươi như còn dám đánh Diệp gia và mảnh đất kia chủ ý, ta bảo đảm, qua ngày mai, Hoa Hạ lại cũng không có Phùng gia. Đồ thể thao cụ già gật đầu liên tục, phải, ngài dạy phải, ta đây cũng là đùa giỡn một chút, xin ngài không nên để ở trong lòng. Bách Lý Hùng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp thần. Giờ khắc này Diệp thần tựa như lâm vào lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Trước có chó sói sau có hổ, người Côn Lôn hư cũng không phải là tốt như vậy động. Hắn muốn đi hỗ trợ, nhưng không có năng lực. Trăm ngàn năm qua, Hoa Hạ người võ đạo giới đối với Côn Lôn hư cường giả chỉ có thuận theo. Mà Diệp thần nhưng là cái đầu tiên nhảy ra đối kháng. Người ở bên ngoài xem ra có thể là không biết sống chết, nhưng là ở Bách Lý Hùng trong mắt, nhưng là phá vỡ Hoa Hạ võ đạo giới nào đó giam cầm. Cho dù chết cũng coi là có giá trị nhất chết đi. Tô Minh võ tay cầm thanh ngọc, một bước bước ra, Diệp thần, suy tính thế nào, ta cuối cùng cho ba ngươi giây thời gian cân nhắc, ngươi như lại không mở miệng, ta liền cưỡng ép chân áp, 3, 2. Tô Minh võ con số còn không có chọn hoàn, Diệp thần đầu lâu nâng lên, hai tròng mắt lạnh như băng mang cực mạnh dùng mình. Không cần. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi núi Côn Lôn, hồi ngươi Côn Lôn hư, từ nay về sau, Lạc Kiếm Tông và ta ân oán lại nữa. Diệp thần thanh âm rất nhẹ, giống như nói một kiện lơ là chuyện bình thường tình. Trong cơ thể hắn từng cơn long ngâm đã vang lên, dường như muốn điên cuồng cắn nuốt cái gì. Tô Minh võ sợ run một, chợt mặt biến sắc rất khó coi. Rõ ràng là người này rơi vào cục hẳn phải chết. Người này nhưng đường đường chính chính nói cho Lạc Kiếm Tông cơ hội. Buồn cười. Lạc Kiếm Tông cần hắn một con kiến hôi cho cơ hội sao? Tô Minh võ trong tay thanh ngọc bộc phát ra khủng bố ánh sáng, thậm chí có chút che khuất bầu trời thế. Tiểu súc sinh, ta Lạc Kiếm Tông không cần ngươi cho chúng ta cơ hội. Hôm nay nếu ngươi lựa chọn một con đường chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta Lạc Kiếm Tông làm việc chú trọng một cái giọt nước không lọt. Cùng sau khi ngươi chết, Hoa Hạ và ngươi có liên quan người cũng biết bất chi bất giác biến mất. Nghe được câu này, Diệp thần con ngươi hiện lên một tia máu đỏ, khóe miệng lại là phác họa một đạo rét lạnh nụ cười. Tự tìm cái chết. Một tiếng thét dài, Diệp thần thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Oanh! Cường đại đợt khí lăn lộn. Trong cơ thể cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển, bên trong đan điền năng lượng như núi lửa bùng nổ, Diệp thần trong nháy mắt. Khí thế tiêu thăng đến một người để cho người hoảng sợ đến nước. Thương Long Huyễn Thân Quyết bước ra, Diệp thần thế như tia chớp. Thật là nhanh, làm sao có thể. Rốt cuộc, đối mặt như vậy Diệp thần, Tô Minh võ trợn to hai mắt. Thằng nhóc này bị nặng như vậy tổn thương lại còn có thể bùng nổ loại tốc độ này. Tốc độ tăng lên như vậy, để cho người kinh hãi. May là Tô Minh võ, cũng không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh. Vào giờ phút này, Diệp thần khí thế, thật là bá đạo, hắn tốc độ, thật là nhanh. Hừ, Diệp thần, xem ra hôm nay lưu ngươi không được, coi như tốc độ mau hơn nữa thì như thế nào. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chỉ bất quá vận dụng bí pháp nào đó. Ngươi cảm thấy vẫn có thể cùng ta đánh một trận. Ngươi ta bây giờ như hạo thắng cùng cắt vàng, hai người không thể tương đề ra. Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết, ngươi ta bây giờ. Chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Trong lòng hoảng sợ sau đó, nhìn đảo mắt giết tới trước mặt Diệp thần, Tô Minh võ hung hãn hét. Bò trở lại cho ta. Một tiếng thét dài,
Ở Diệp Thần chấn hồn kiếm quét rơi xuống ngay tức thì, Tô Minh võ cổ tay run một cái, thanh ngọc lại trực tiếp ngưng tụ thành một chuôi xanh lơ kiếm. Trường kiếm hướng trời. Ông! Lao một cái thanh quang bung ra, bắn thẳng đến thương khung. Đây là Lạc Kiếm Tông cao cấp kiếm kỹ. Đinh! Ngăn ở Diệp Thần chấn hồn kiếm rơi xuống trước, Tô Minh võ kiếm phong miễn cưỡng chịu đựng liền Diệp Thần nhanh mạnh một kích. Oanh! Kịch liệt đụng, điếc tai nhức óc. Một cổ thực chất đợt khí, hướng bốn phía càn quét ra. Lấy Diệp Thần và Tô Minh võ làm tâm trong, chu vi hơn 10 mét bên trong, giờ phút này sơn hà biến sắc, cỏ cây phân bay, kiếm khí ngang dọc. Tiểu xúc sinh, cút! Hai thanh trường kiếm giằng co chốc lát, Tô Minh võ đột nhiên quát lên. Trong cơ thể lại là một cổ năng lượng nổ tung. Đạp đạp đạp! Ở nơi này một cổ năng lượng chấn động dưới, Diệp Thần cùng Tô Minh võ đồng thời hướng phía sau thối lui. Ước chừng thối lui ra 6-7 bước, ổn định thân hình, Diệp Thần con ngươi mơ hồ co rúc lại. Ước chừng một chiêu này, liền có thể thấy được cái này Tô Minh võ trong tay thanh ngọc bất phàm. Tô Minh võ, ngươi lấy là ngươi thực lực này rất cường đại. Muốn giết ta, còn chưa đủ, ngươi ta bây giờ, chênh lệch nếu như hạo thắng cùng cát vàng. Ta đây muốn xem, vậy một đạo rãnh trời rộng hơn. Hôm nay, ta liền bước qua vậy một đạo rãnh trời, đem ngươi chém xuống phàm trần. Hít sâu một hơi, Diệp Thần sắc mặt đổi được nghiêm túc. Trong mắt sắc bén lóe lên, hắn lớn tiếng quát lên, huyết long đi ra cho ta. Một giây kế tiếp, một cái huyết long trực tiếp lao ra Diệp Thần trong cơ thể. Long ngâm từng cơn, ngay tức thì chui vào trên bầu trời, rồi sau đó bỗng nhiên tung tích. Huyết long hư ảnh tựa như trên cao nhìn xuống người phàm, một khi động thủ, chính là hủy diệt hết thảy. Thấy máu này long từ Diệp Thần trong cơ thể chui ra, Tô Minh võ cùng với huyết minh những người đó diễn cảm hoàn toàn động lại. Côn Lôn hư có thể tự thành thần thú hư ảnh người không thiếu. Nhưng là ngưng tụ thành huyết long, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Cái này cũng gián tiếp nói rõ Diệp Thần thiên phú nghịch thiên. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Tô Minh võ trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Còn không chờ hắn từ huyết long trong kịp phản ứng, Diệp Thần động. Vạn đạo phi kiếm. Một tiếng thét dài, Diệp Thần cổ tay run một cái, lưu quang cướp ra. Đây là Trần Thiên Lê dạy hắn một chiêu, không cần ẩn núp. Đối mặt cường địch, Diệp Thần muốn tốc chiến tốc thắng. Giờ khắc này, hắn đem chiến lực mở hết. Hiu hiu. Lưu quang bắn ra, kiếm khí ngất trời. Nhọn tiếng xé gió chính giữa, mang như địa ngục truyền tới tiếng gào thét. Vậy vẻ hàn quang, phảng phất từ địa ngục tới, đại biểu tử thần liêm đao. Huyết long lại là gầm thét, trực tiếp chui vào kiếm khí bên trong. Long, kiếm, vào giờ khắc này hợp hai là một. Khí thế ngút trời tựa như ngưng tụ hết thảy. Thật là cường đại kiếm kỹ. Vạn đạo phi kiếm, kiếm lấy trăm bước, trong vòng trăm bước, vạn vật thần phục. Diệp Thần hôm nay vạn đạo phi kiếm, mặc dù chỉ là có chút thành tựu, nhưng là, uy lực vậy tuyệt đối kinh người. Huống chi ở huyết long hư ảnh lực lượng chống đỡ dưới, một kiếm này bộc phát ra khí thế, để cho người sợ hãi. May là Lạc Kiếm Tông trưởng lão Tô Minh võ cũng không khỏi được con người co rúc lại. Đừng hòng! Cảm thụ vậy lạnh lẽo ý định giết người, Tô Minh võ lớn tiếng gầm thét. So kiếm pháp, Côn Lôn hư có rất nhiều tông môn có thể cùng Lạc Kiếm Tông chống lại. Nhưng là tuyệt đối không thể nào đến từ Hoa Hạ. Thậm chí có thể nói Hoa Hạ vạn kiếm, tất cả từ Lạc Kiếm Tông. Đoạn không! Ở vạn đạo phi kiếm giết tới trước người trong nháy mắt, Tô Minh võ cổ tay thanh ngọc hóa thành xanh lơ kiếm run một cái, kiếm khí bắn ra. Một chuôi phi kiếm, đem trước mặt đợt khí chặt đứt, lấy thiên là thế, cùng Diệp Thần chống lại. Oanh! Hai thanh kiếm ý đụng vào nhau, tóe ra chói mắt hào quang. Một cổ khí thế cường đại, như núi lửa phun ra, thẳng xông lên vân tiêu. Vạn đạo phi kiếm cho dù uy mãnh, nhưng là, cuối cùng vẫn bị để cản lại. Không tốt! Chẳng qua là, ngăn cản liền cái này vạn đạo phi kiếm, Tô Minh võ nhưng là đột nhiên thần sắc đại biến. Nguyên lai ở sử dụng thanh ngọc đồng thời, Diệp Thần đã theo sát đánh tới. Mang theo thế lôi đình. Giờ khắc này, bổn mạng linh phù thiên đạo lôi kiếp điên cuồng phóng thích.
mà Diệp Thần quanh thân lại nữa tràn đầy hồng quang, mà là vậy điên cuồng sấm sét. Sấm sét quấn quanh toàn thân, bây giờ Diệp Thần tựa như chính là lôi đạo chân quân. Nắm trong tay hết thảy. Vậy bạo ngược một kích, như huyền sấm rơi xuống, để cho người không lạnh mà run. Đáng chết, thằng nhóc này tại sao có thể có loại cường đại này thuật pháp? Tô Minh Võ cặp mắt đỏ thẫm. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần thế công lại hung mãnh như vậy. Oanh! Miễn cưỡng ngăn cản dưới, Tô Minh Võ phát ra một tiếng kêu đau, trong miệng lau một cái vết máu phun ra, cả người đổ bay ra. Diệp Thần mang theo thế lôi đình, hung hăng nện xuống, tốc độ so với trước hung mãnh không chỉ một sao nửa điểm. Bạo ngược vô biên, vậy sấm sét một cái chớp mắt va chạm, bùng nổ lực lượng để cho vội vàng ngăn cản Tô Minh Võ khí huyết chấn động, trường kiếm trong tay, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Lạc kiếm tông kiếm pháp, bất quá như vậy. Diệp Thần cười lạnh, lại tới. Diệp Thần trong tay chấn hồn kiếm giờ phút này bị hắn thi triển thiên biến vạn hóa. Sấm sét cuồn cuộn, sát khí cuồn cuộn, hàn băng che phủ, gió lớn múa. Thiên địa ngũ hành, đều ở cái này một bộ kiếm pháp bên trong. Trừ ở luân hồi mộ địa tu luyện, hắn chưa bao giờ cầm ra vạn đạo kiếm tôn Trần Thiên Lê kiếm kỹ. Mà bây giờ, Tô Minh Võ chính là hắn tốt nhất bồi luyện. Tại trong giết hại ra đời, cũng tại trong tử vong tàn lụi. Đối mặt như nước thủy triều thế công, rơi vào hạ gió chính giữa Tô Minh Võ, lại bị Diệp Thần ép được lần lượt tháo chạy. Trong chốc lát, liền cơ hội thở dốc cũng không có. Nếu không phải là kiếm tông kiếm pháp, thật mạnh mẽ, Tô Minh Võ khởi có thể kiên trì đến thời khắc này. Oanh! Rốt cuộc, đi đôi với một hồi nổ ầm, Diệp Thần chấn hồn kiếm, chém bay Tô Minh Võ trường kiếm trong tay. Trường kiếm kia lần nữa hóa là một khối thanh ngọc. Chỉ bất quá thanh ngọc đã xuất hiện một đạo liệt ngân. Muốn diệt ta Diệp gia, chỉ sợ ngươi Lạc Kiếm Tông cũng không có cơ hội nữa. Diệp Thần hàn tiếng nói vang khắp. Thân là Lạc Kiếm Tông trưởng lão, trường kiếm trong tay cũng bị chém đứt, còn có cái gì uy hiếp? Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Nhìn bị chấn động bay ra, cuồng phún máu tươi Tô Minh Võ, trong mắt sắc bén chớp mắt, một đạo mang cuồng bạo sấm sét linh phù trực tiếp sử dụng. Sát chiêu ra, thiên địa đổi. Vạn thú tới, sơn hà động. Linh phù toát ra kinh khủng ánh sáng, giờ khắc này, vạn thú vỡ đằng, núi cao đánh tới. À không, hung hăng đập rơi trên mặt đất, lại là phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ tựa như vỡ vụn, nhìn chấn áp mà đến linh phù, Tô Minh Võ trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ ánh mắt. Tuyệt vọng, sợ hãi, giờ khắc này tràn ngập ở Tô Minh Võ trong lòng. Đây chính là Diệp Thần thực lực. Hắn thật chỉ là chân nguyên cảnh. Vì sao chiến lực lớn mạnh như vậy? Coi như mình thuộc về đỉnh cấp, thật có thể cùng Diệp Thần đánh một trận. Tối thiểu, tuyệt đối không cách nào nghiền ép Diệp Thần. Chỉ có chân chánh cùng Diệp Thần giao thủ, Tô Minh Võ mới có thể cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Như nước thủy triều sát ý lạnh như băng, vạn biến kiếm pháp, tấn mãnh phi kiếm, còn có cái này như lôi đình linh phù. Tô Minh Võ rốt cuộc biết, hắn đắc tội một cái dạng gì kẻ địch. Hắn rốt cuộc biết, trước mình muốn giết Diệp Thần giành công ý tưởng là bực nào rốt nát và ngây thơ. Không, Diệp Thần, người không thể giết ta à? Oanh! Nổ vang một tiếng, hai tay nắm chặt vậy sinh ra kẽ hở thanh ngọc, cưỡng ép đối phó vạn thú cuộn sạch và linh phù chấn áp, Tô Minh Võ vành mắt sắp nứt gào thét nói. Hắn con người tựa như đều phải nổ tung. Chết uy hiếp! Đây là Tô Minh Võ nhiều ít năm chưa từng cảm nhận được. Hắn sợ. Hắn không muốn chết. Ta là Lạc Kiếm Tông người, ta là Lạc Kiếm Tông chiến điện một vị trưởng lão. Ngươi như giết ta Lạc Kiếm Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tông chủ tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn à. Ngươi giết người còn lại, ta đều có thể là ngươi cầu tha thứ, sự việc còn có chỗ trống quay về, nhưng là ngươi giết ta, sự việc thì thật không thể khống chế liền à. Phía trên áp đính xuống linh phù, mang theo vạn thú thế, như trời cuồn cuộn. Tô Minh Võ vậy tan vỡ thanh ngọc, há có thể tùy tiện ngăn trở. Thân thể đang run rẩy, máu thịt ở tan vỡ. Trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, Tô Minh Võ eo, bị đè cong, chân hắn, bị đè quỳ. Lúc này Tô Minh Võ, như con kiến hôi, vì sinh tồn mà vùng vẫy.
Hắn sợ, hắn hy vọng Diệp Thần thả qua hắn. Hát, Lạc Kiếm Tông tông chủ, hắn tới thì đã có sao? Ta nói, ngươi là vừa mới bắt đầu, Lạc Kiếm Tông muốn trả thù, cứ tới chính là. Diệp Thần khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Trận chiến này từ đầu chí cuối, giao phong chiêu thức không nhiều. Diệp Thần tạo thành nghiền ép. Trần Thiên Lê giao cho hắn kiếm kỹ, quá mạnh mẽ. Thậm chí để cho đối phương không cơ hội thở dốc. Lại lấy linh phù đem đối phương hoàn toàn trấn áp. Diệp Thần cảm thụ mình mạnh mẽ, trong lòng hào khí vạn trượng. Cái này chính là mình hôm nay sức chiến đấu. Mặc dù loại này thực lực ở Côn Lôn Hư còn có rất nhiều. Chí ít sau ngày hôm nay, hắn lại bước vào Côn Lôn Hư, sẽ không giống hơn nữa 5 năm trước như vậy chật vật. Vậy 5 năm, không có ai biết hắn ở Côn Lôn Hư có bao nhiêu bực bội. Một lòng báo thù, hắn nhận chịu rất nhiều. Tất cả tông môn cự tuyệt cùng với khinh thường, ở trong đầu hắn rành rành trong mắt. Phàm căn người cũng không lắp thêm tu luyện. Hắn ngược lại là phải để cho tất cả mọi người xem phàm căn người như thế nào nghịch tập. Còn như Lạc Kiếm Tông. Diệp Thần không sợ hãi. Mình bỏ qua Tô Minh Võ, Lạc Kiếm Tông chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho mình? Không. Nếu hai bên ân oán, đã không cách nào hóa giải, vậy cần gì phải thấp kém kiêu ngạo đầu lâu? Lạc Kiếm Tông muốn tới thì tới. Diệp Thần chờ chính là. Giết cho ta. Nghĩ tới đây bên, Diệp Thần trong mắt sắc bén vượt thịnh. Oanh. Ở Diệp Thần toàn lực thúc dục phát dưới, linh phù phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Một màn kia thanh quang, nối thẳng chân trời, mang theo thiên địa oai, nghiền ép xuống. Phốc suy. Một tiếng hét thảm chính giữa, Tô Minh Võ hai cánh tay bị chấn bạo. À. Máu thịt hoành bay, xâm nhiên xương trắng, tấc đứt từng khúc rách, Tô Minh Võ tiếng kêu thảm thiết, đau khổ tột cùng. Hết thảy các thứ này không có kết thúc. Theo Tô Minh Võ bạo liệt hai cánh tay, linh phù thế như trẻ tre. Không, thả ta, Diệp Thần, tha ta à. Ở Tô Minh Võ tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu rên chính giữa, hắn thân thể, nổ tung, hắn hai chân nổ tung. Cuối cùng, theo hắn thân thể hoàn toàn hóa là xương máu, linh phù thanh quang, bao phủ toàn bộ núi Côn Lôn. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Hô hô hô, núi Côn Lôn đỉnh núi, còn dư lại chỉ có gào thét gió lớn tiếng, còn có vậy tràn ngập ở trong thiên địa một đoàn xương máu. Thu, cho tới giờ khắc này. Diệp Thần cổ tay run một cái, thu hồi linh phù, nhìn hóa là một quầy thịt vụn Tô Minh Võ, Diệp Thần khóe miệng thoáng qua một tia khinh thường cười nhạt. Tô Minh Võ đã chết, tiếp theo, chính là các ngươi. Thở ra một hơi, thong thả trước trong cơ thể hỗn loạn khí huyết, Diệp Thần ánh mắt hướng huyết minh mét khối nhắm bắn tới. Tô Minh Võ chỉ là một bắt đầu. Hôm nay, chính là hắn Diệp Thần tàn sát Côn Lôn Hư đường bắt đầu. Nếu Lạc Kiếm Tông và Huyết Minh muốn chơi, hắn phụng bồi tới cùng. Tay cầm luân hồi mộ địa, Diệp Thần lại có sợ gì? Kết quả ai là thợ săn, ai là con mồi? Chỉ có đến một khắc cuối cùng mới rõ ràng. Giờ khắc này, Diệp Thần ánh mắt tựa như định cách. Toàn bộ núi Côn Lôn đỉnh núi, lâm vào yên tĩnh như chết. Phan Quốc Hoa vậy cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ hoàn toàn thay đổi. Ai có thể nghĩ tới đối mặt Côn Lôn Hư cường giả, Diệp Thần lại vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, thậm chí còn nghiền ép đối phương. Làm sao có thể? Cái này Diệp Thần coi như lại nghịch thiên cũng không khả năng như vậy à? Giờ khắc này, Phan Quốc Hoa thu hồi lòng khinh thị, hắn thậm chí có chút hối hận. Mình tại sao phải đắc tội cái này Diệp Thần? Nếu như Diệp Thần hôm nay thật còn sống, vậy Hoa Hạ cùng với Côn Lôn Hư, ai còn có thể ngăn cản thằng nhóc này? Hắn trong lòng thậm chí có nói xin lỗi dự định, hôm đó ở lớn hội đường, hắn nhưng mà cưỡng ép yêu cầu Diệp Thần lấy xuống cấp bậc cùng với Long Hồn Tổng Giáo Quan. Nếu như hôm nay, Diệp Thần muốn giết hắn, hắn căn bản không có ngăn trở tư cách à? Bách Lý Hùng cùng với tất cả mọi người một hơi một tí, tựa như pho tượng. Bọn họ hoàn toàn nín thở. Thậm chí có những người này còn dụi mắt một cái. Kinh hãi khó mà che giấu. Liền ở người vây xem thất thần đang lúc, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang khắp. Chỉ gặp cách đó không xa, Huyết Minh Lý Huyền Quân vỗ tay. Bót bót bót,
thanh âm cực kỳ thanh thúy. Diệp thần à Diệp thần, người thật đúng là để cho người không đoán ra, minh minh chân nguyên cảnh, lại có thể vượt cấp giết người, thậm chí có thể ngưng tụ huyết long hư ảnh, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua số lượng không nhiều thiên tài, thậm chí ở Côn Lôn hư cũng không khả năng không có danh tiếng. Lý Huyền Quân đã tới Diệp thần cách đó không xa, tiếng vỗ tay dừng lại. Diệp thần, người có bằng lòng hay không gia nhập ta huyết minh? Ta huyết minh ở Côn Lôn hư danh tiếng mặc dù vậy, nhưng là bàn về thực lực, Lạc Kiếm Tông lại coi là cái gì? Ngươi thực lực, gia nhập chúng ta đáp ứng ngươi, cho ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thậm chí huyết minh hội không tặng dư lực đào tạo ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, bên trong 3 năm, ngươi liền có thể thành là huyết minh trưởng lão. Dưới một người, trên vạn người, ngươi có thể nắm trong tay vô số huyết minh lực lượng, đan dược, người đẹp, cơ duyên, ngươi hết thảy đều có. Lời này vừa nói ra, những cái kia huyết minh cường giả cùng với người vây xem rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Côn Lôn hư huyết minh ném ra cành ô liu à. Tiện sát người ngoài. Mấu chốt Lý Huyền Quân còn đáp ứng Diệp thần, 3 năm thành là trưởng lão. Cái này vinh dự, bao nhiêu người cầu chi không được à. Diệp thần có tài đức gì lại có thể bỗng dưng vô cớ đạt được những thứ này. Vô số đôi ánh mắt hâm mộ đồng loạt hướng Diệp thần bắn tới. Ở bọn họ xem ra, đây cơ hồ không cho cự tuyệt à. Ta ghét giết hại, ta chủ trương dùng hòa bình giải quyết sự việc, Diệp thần, cái này đối với chúng ta mà nói là kết quả tốt nhất, ta có thể cảm giác được ngươi chân khí trong cơ thể vận dụng rất nhiều, thậm chí còn mang một ít tổn thương. Chúng ta cái này hơn 20 người đại biểu cái gì, ngươi hẳn rất rõ ràng đi, Lạc Kiếm Tông ở trong mắt chúng ta lại coi là cái gì. Lý Huyền Quân tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, trong tay lại là xuất hiện một khối 5 màu rực rỡ ngọc thạch, nhẹ nhàng ném một cái, hướng Diệp thần đi. Này ngọc là thất linh kiếm tâm ngọc, ở Côn Lôn hư cũng là vô giá bảo bối, vật này coi như là ta huyết minh lễ ra mắt như thế nào. Diệp thần tay cầm thất linh kiếm tâm ngọc, con người có một tia thật sâu kích động. Cái này thất linh kiếm tâm ngọc lên năng lực đối với luân hồi mộ địa mà nói, rất hữu dụng. Lý Huyền Quân thấy Diệp thần trong mắt tham lam, tựa như chắc chắn liền hết thảy. Thu mua một người xa so giết một người phải trả giá cao ít hơn nhiều. Huống chi cái này thất linh kiếm tâm ngọc mặc dù chân quý, nhưng là tuyệt đối kém hơn Diệp thần trên người nghịch thiên kiếm kỹ cùng với bí mật. Cùng Diệp thần thành là người huyết minh, hắn tự nhiên có biện pháp đạt được những bí mật này. Liền tại tất cả người chắc chắn chuyện này hòa bình thu tràng thời điểm, Diệp thần cười. Hắn 5 ngón tay lực lượng ầm ầm bùng nổ, vậy thất linh kiếm tâm ngọc ngay tức thì hóa là một đạo 7 màu bột. Vô số linh khí và năng lực tràn ra, toàn bộ núi Côn Lôn bầu trời, mưa gió phun trào. Ngươi, Lý Huyền Quân sắc mặt rất khó xem. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Diệp thần đã lên tiếng, huyết minh loại rác dưới này thế lực, ta có thể coi thường. Còn như huyết minh trưởng lão, lại coi là cái gì, ở ta trong mắt. Nói rác dưới cũng là làm bẩn cái từ ngữ này. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Quân cùng với những cái kia huyết minh cường giả khuôn mặt dữ tợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.